Mở mở live stream rồi. Facebook mở rồi. Trương Dư sinh năm 1925, Thọ 97 tuổi. Ấy. Ông gặp đó. Rồi tôi có ở mở đâu? Tao mới đi đó mà ông cũng 92 tuổi. Ông đi 97 à, thì ông chồng ta đó. Ông kia 92. Ghê. Chấm giùm em đi các bạn. Bà vợ 95, ông 97. À hai người kia cùng đứa. Hai người kia bà vợ cũng chiến máy luôn. Mới đi đó. Vợ còn không? Còn, nãy cháy chấm gãi. Bạn nào ưng lên hàng tét bác trên đây thì đầm vái bộ đều có các bạn. Hôm qua đem trái sầu riêng vậy cơ. Có người mua luôn. Xe đại bao nhiêu ký Thủy Thủy ơi? Xe đại gái nhiêu ký? Có. Nhiêu ký thì trên lên cho. Quần dài đúng không? Còn còn có mấy cái chuyện này mà có cái túi nó cũng xả luôn hàng Quảng Châu đó, xả luôn 150 luôn, nhưng mà ví dụ như 40 bốn mấy ký là không vừa. Có cái hai túi hai bên đó kìa à, hàng dạng như thùng thùng hơi biết ghi à. Ừ. À, 30 ký thì được. Đây này 30 ký này, có mấy mã này là có 30 ký này, dạng như biết ghi á, kiểu như biết ghi á, còn không đưa form bên kia này kìa. Có quần quần tím tím đó. Ừ. Bên nó có mấy cái con gái luôn. Để trên qua bên đây trên like hãy đợi trên ship. Trên qua bên đây các bạn. Chấm giùm em đi các bạn ơi, chấm giùm em biết chấm. Bên gái này, quần gái này. Mấy cái mấy tư đúng không? Ở bên lọt à mấy tư đúng không? Mã này có này. Đó mã này có này, có 30 ký này. Mã nào bé ốm ốm cao cao là mặc dễ thương lắm. Ốm ốm cao cao là mặc dễ thương 150 luôn hề. 150 này có quai này, 150 này. Nó hết rồi, cái nó còn một. 150 thì lấy thì con mềm trên này. Quai tím này, 150 lấy thì chốt trên 150. Mặc cái quần này dễ thương sang lai lên các bạn hệ. Sang lai lên bên bên đầu kia kìa. Đó có hai mã cho đăng lên hai mã. Còn trong kia có vài mã. Đây nữa này, cái này cũng có cho chị nữa này. Cái này nó đính như này, cái này thì màu đen hơn. Mã này nó màu đen hơn này. Này 210 này. 210 sale luôn 150 ngay. 150 các bạn, 150 nha. Lá chốt cùng trên 150 này. Cái này có mã luôn, 150. Đó, lấy mã nào thì cô mê trên mã đó. Là quần cho gái thì trong kia hình như còn quần đúng không? Còn mấy mẫu cho gái à? Ừ. Ờ thì quần quần nữa đó.
chấm giùm em được mẹ. Đồ bộ 45 kg giờ còn có bộ 2 bộ chứ mấy. Đồ bộ 45 kg còn có bộ 2 bộ thôi. Ốc tiêu ơi, ốc tiêu bộ vừa đậm kìa. Lấy cái bộ size số lớn đó. Đây này 45 kg còn 2 bộ đây này. Có nói chung 30 kg lớp 5 là lấy theo chiều dài đó Thủy Thủy. 30 kg lớp 5 là lấy theo chiều dài á, chứ không có mình không có lấy theo bề ngang được. Đây này có bộ này còn 45 kg này, lấy xả luôn này. Đó có size còn 2 bộ, mã này còn 2 bộ hay. Mã này còn 2 bộ, bộ đa bi có 45 kg này. Bao đẹp luôn, quần dễ thương lắm. Đó quần dễ thương là 120 luôn nghe. 120 lấy thì chốt cùng trên 120 này. 120 nghe. Đó mã này có 120 này, coi còn bộ gái nào 45 kg không. Có bộ rồi lấy cho ốc tiêu này, lấy xe to cho ốc tiêu 45 kg này, coi còn mã nào 45 kg không. Này 45 kg này cho ốc tiêu này, quần dài vô tư các bạn nghe. Đó có cái mã này Thủy Thủy lấy cho bé thì cô mang trên này còn một bộ cho bé. À không, cái này nhỏ này, cho ốc tiêu xe tròn này, cho trên số điện thoại thì inbox luôn, dùng trên số điện thoại địa chỉ hay. Khoan để trên coi hỏi còn mã nào nữa không, còn mã nào xe dài không. Xe dài nhưng mà có bộ lớn hơn hơn men. Đợi xíu, đợi xíu. Hử? Bộ mô. Cái này của ai vậy? Rồi, mẹ nó quay giáo rồi. Bỏ vô đang học nè. Bộ nó máy. Đây cái mã này có 45 kg này, nhưng mà cái quần lửng 45 kg quần lửng này hàng đẹp này. Đó, đâu đồ ngắn là vô tư. Cái này có 45 kg bộ lửng này, lấy không này, trên xã luôn 120 luôn. 45 kg quần lửng này, lửng giùm em nè các bạn nè. Đó lửng giùm em nè, cái này trên mặt cũng vừa luôn. Đó 45 kg có này, cái này là lửng nghe. Mã này là bộ 120. Mở cái điện thoại ra xem kìa, 120 thì dọa ta. Thì mở ra xem nè. À có đồ ngắn này, đợi gì xíu này. Đó cái này là 120 này, tay vừa này các mẹ. Mã này tay vừa này, trên mặt thì vừa khít đây các mẹ. Bộ này mẹ nào lấy thì chốt cùng trên. Chốt cùng trên nghe. Đấy là mở điện thoại ra xem cái tên cái cái. Lấy mấy bộ ngắn size 45 kg ở bên trong 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 kệ kìa, trong kệ kệ dưới cùng á, ngay cái kệ dưới cùng có 45 kg. Để trên vô này trên like cho. Trên vô này trên like bộ ngắn 45 kg thì. Trên vô trên like bộ ngắn 45 kg, đợi chút xíu các mẹ. Nhi sẽ bài giùm em với các bạn. 120. Ờ là bé múp á, bộ nó lấy không, có bộ tím em lấy không? Bộ tím là có 45 kg, 8 tuổi là ok đó. Cái này nó yếu ghê. Này cái quần này. Đó có quần đây là chắc bả mặc hơi lửng lửng này. Này hơi múp đó. Bả múp đó chứ còn không phải hơi nữa. Đó, mẹ nào lấy thì cái chốt giùm em bộ tím này 120 luôn, xả luôn 120. Xe đại xe cồ á. Xe đại xe cồ đó các bạn. Em coi à. Coi mấy cái bộ dài này còn bộ nào size to nhất không nghe. Nè. Hắn chỉ mới 8 tuổi thôi. Rồi chị lấy bộ vàng 120 rồi. Lấy cho ốc tiêu bộ vàng 120 rồi, ốc tiêu nghe. Lấy bộ vàng cho ốc tiêu 120 rồi, đợi xíu rồi chị lại chinh lên luôn cho nè. Đem cái nó lại vào đây làm chinh. Chinh lấy mấy bộ này cho các bạn này. Bộ bộ ngắn này, bộ ngắn đi hàng hàng cô này, hàng đi mẹ mặc được luôn. Nè. Đó cái bộ này mẹ mặc được luôn, bộ ngắn. Mẹ nào đang xem cứ chấm giùm em bộ vàng chị chốt rồi. Bộ vàng cái này có bé và mẹ luôn này. Em ưng thì lấy này. Mẹ và bé luôn. Đây là hàng chị trữ Tết, có em chị trữ hè. Đó bộ này dễ thương lắm. 45 kg luôn. 45 kg, 45 kg có size này. 45 kg size này, size nhỏ nhất luôn. Quần này các mẹ, quần này quần lửng lửng nè, quần lửng lửng lấy không, thấy không, thấy không? Thấy thì báo trên nghe. Cái cây hay lắm. Đó mẹ lấy mã này cô mang giùm Trinh này, 110 nghe, size cô các bạn, mã này cô hả? Cô 110 giùm em này, cô 110. Mã này cô ha, không phải đại, mã này không có đại hả? 45 kg là nhỏ nhất đó các bạn. 45 kg là nhỏ nhất, mẹ nó lấy cái này là mẹ và bé vẫn được. Toàn bộ mẹ và bé vẫn được các bạn, ngay để giùm em kêu mấy mã ngồi sau này xíu. Mẹ và bé cũng được, mẹ nó lấy thì cái chốt hả?
Hello Liễu Ngô. Đây nè, mấy mã này có size luôn. Mấy mã này lấy thì chị xả luôn 95k nè. Đó, 95k còn 3 bộ nè. 3 bộ 3 màu nghe. Nè, 3 bộ 3 màu nè. Đợi chị. Đó, 3 bộ 3 màu nè. Cái này là form ngang nè, bả 8 tuổi bà mặc cái này là ok nè. Form ngang này là không sợ bị dài áo. Quần đùi nè. Đó, bộ này xả 85 nè. Bộ này xả 85 nghe, 85 cồ nghe, 85 cồ là có size nè. 85 cho em nghe. 85 hàng bao đẹp luôn. 85k cycle. Đó, lấy thì chốt giùm trên bộ xanh 85 nè các bạn. Bộ xanh 85 nghe, chốt một bộ xanh nè. Bộ hồng và bộ đỏ. Hồng và đỏ hả? Hồng và đỏ các bạn. Có áo cycle cho bà còn dễ thương đó. Bộ hồng này, bộ hồng 95, bộ hồng lửng 95 nè. Bộ hồng lửng 95 nghe, cầu cái này. Đó, bộ hồng lửng 95. Mẹ nó đang xem chia sẻ bài giùm em đi các bạn. Đang xem chia sẻ bài giùm em nghe. Đang xem chia sẻ bài giùm em nè, hồng lửng. Hồng lửng comment hồng lửng này các bạn. Chấm giùm biết phát đi, chấm giùm biết phát đi, em lên luôn. Em lên em xả luôn. Xả luôn các mẹ ơi, hàng bao chất, hàng xịn sò nghe, không phải hàng chợ các mẹ, yên tâm về chất liệu nghe. Đó, có màu đỏ nữa, mã này có đỏ đùi nè. Có đỏ đùi lấy. Ít thôi treo phía lên xíu đi. Ít mấy mã này, lấy mấy mã khác đi. Mấy mã mới treo lên. Bill em Hà Hiền Hiền bill em đi được 3-4 ngày rồi. 3-4 ngày. Bill em đi được 3-4 ngày rồi. Đây này có bộ cổ này. Bộ này là hàng gì đây mà sao nó nằm trên này của anh ta? Đấy. Bộ này là hàng gì? Bộ hồng có size to em. Đây, bộ hồng có size to, bộ hồng bộ đỏ này. Bill em giao mấy ngày rồi, bộ đỏ này. Đó, bộ đỏ này, thấy không, bộ đỏ là có size luôn này. Bộ đỏ đùi 85 hãy, bộ đỏ đùi 85 xếp. Bộ đỏ đùi 85 này, bộ hồng này. Bộ hồng cũng size to luôn này. Đó, bộ hồng cũng 45 này. 45 kg hãy, 40 kg bộ hồng này. Bộ hồng là quần lửng em nghe, bộ hồng quần lửng 95. Bộ hồng cô chị quần lửng 95 còn một hai bộ xả luôn 95 hãy lấy thì chốt cho chị nè. Thêm mã hồng này nữa nè. Đó, mã hồng này là đồ dài tay nè. Hàng dài tay nghe, mã này dài tay nè. Bộ con thỏ nào hề. Con thỏ này không có xe đại. Thỏ không xe đại. À, để chị coi thử này, nói cái dài vô đi xíu để ta chạy, ta di chuyển. Bộ hồng này là dài nè, hồng dài nè, mẹ nó lấy xả nốt luôn. 120 luôn nè. Đó, 120 sao? 120 các mẹ nghe, 120 này xây đại cô. Đại cô bao chất với các mẹ luôn, đại cô bao chất luôn nè. Đó, mã này là còn này tới size số 18 các mẹ ha. Size số 18 đó. Bộ hồng sau là nhỏ em hỉ. Size số 18 nè. Có size nhỏ nè, mã này size nhỏ nè. Để chút nữa chị coi cái bill nó nằm ở đâu rồi em. Hồng dài em lấy 120 xả luôn nè, hồng dài 120 nè. Cho ốc tiêu xe tròn nè. Đó, cho ốc tiêu xe tròn 120 nè. Rồi ốc tiêu xe tròn nè. Hồng này có xe nhỏ mẹ nào lấy thì chốt nè, chốt hồng này giùm em nè, ốc tiêu xe tròn hỉ. 120 sale luôn 120. Chấm giùm em đó các bạn. Thêm nè, thêm bộ này màu xanh em lấy luôn không nè. Màu xanh nè. Đó, màu xanh em lấy luôn không? Màu xanh nghe, một thêm bộ xanh này xả đây, cầm về chắc cực kỳ sướng luôn. Chắc cực xì. Ấy Hiền ơi, mấy bộ dài này có cho bé nhỏ Hiền, bé lớn nghe, Hiền lấy thì báo giùm chị nè. Có cho bé lớn Hiền nghe. Mấy bộ này nè, vải nó đẹp lắm luôn các mẹ. Các mẹ cầm cái bộ này không nghĩ 120, cái này các mẹ mua phải 180. Em bao luôn với các mẹ luôn. Đó, một xay màu xanh lấy xanh thì comment giùm chị xanh nè. Xanh nghe, xanh. Quá đẹp luôn các mẹ. Đẹp xịn sò luôn. Hàng đẹp lắm. Xanh bỏ vô ba. Đó, lấy xanh thì chốt xanh các mẹ nha. Chốt xanh. Hồng có nhí nè. Hồng nhí nè.
màu vàng này em Mỹ, có màu vàng. Màu vàng, màu cam này có xe nhỏ, mẹ nào lấy thì cam xe nhỏ giùm em này. Đó, mấy mã này ở đâu em lâu lâu ra giùm em luôn. Này. À vậy hả? Lá lớn quá trời, vài lá bé nhỏ đi, đừng lấy bé lớn nữa. Của trai này, của trai đứt trai ra, của trai đừng có chắc dưới đây. Cái dưới này là của gái. Vừa mấy cả, vừa bốn mày thấy chưa, lớp 5, lớp 5 M1 mét 5 43 kg vừa em nghe, vừa mất thầy. Cái này là màu đỏ hả, cái này màu đỏ. Ủa còn một mã lửng này, mã lửng mẹ nó lửng này, lửng cô luôn này, có lửng cô liễu ngô. Em chưa mua đồ Tết hả, hôm trước chị thấy mua quá trời hàng mà. Liễu ngô hôm rồi nhớ mua gì đó, thêm bồ cam nè, bồ cam lửng mẹ nó lấy comment bồ cam lửng nè. Cam lửng size này là size nhỏ nhất thầy các mẹ, mã này là size nhỏ nhất này, mẹ nó lấy 95 giùm em hả. 95 gái, 95, 95 giùm em nghe, lấy giùm em cam 95 nè. Rồi ưng thì lên, trên lên xây, xây ba, quen lộn, ưng thì lên đồ Tết cho nghe, 95 lấy thì chốt giùm em 95 hệ. 95 bao đẹp với mẹ luôn, nói chung quá rẻ, quá đẹp luôn. Nhiều đồ đẹp lắm các mẹ. 95 em đăng lên gái, chế nào ưng trai cứ báo giùm em nè. Bộ Adidas luôn, bộ Adidas dán thể thao hệ. Adidas dán thể thao giá xả ba nóc nhà. Nè giá xả banh nóc nhà luôn nè, quần lửng nè, thấy đẹp không? Đó, ốc tiêu lấy cái bộ này cho bà bé nè. 95 luôn các mẹ, 95 luôn nè, cái này lửng nè. Cái size này size máy mà sao XXL mà sao phô miếng nhỏ ghê. Phô miếng nhỏ ghê. Bữa ở sao nhắn lại giùm chị với Hiền, Hiền nói gì chị không hiểu. Cái bộ bộ này chắc không vừa chứ hề. Hiền, Hiền nói sao Hiền, hàng năm nay đồ kiểu thế nào, đồ kiểu kiểu như thế nào? À lấy cái bộ bộ vàng dai này dùm Trinh coi. À nè mà thấy em sắm toàn đồ dài không, chưa nói tới đồ Tết luôn hề. Hiền cái là Hiền mà đồ Tết chị ưng lên chị, đồ Tết chị lên gì lên đầm, hắn không mặc đầm thì hắn mặc chi, quần sột áo thun chứ lên gì vậy, áo thì vô tư. À, đồ sale đồ Tết thì mặc vô tá lạ hết. Năm nay có Tết nhất gì đâu mà thấy rẻ quá hay sao vậy, thấy rẻ quá à. Đồ Tết đồ gì cũng có hết trơn á, hàng gì cũng có hết. Cái ni, cái ni đâu rồi, ni còn không đâu. Em bận toàn đồ dài, hàng toàn hàng đẹp, phải đẹp không á nghe, không phải đâu. Cột đi, cột đi. Chứ không phải đâu. Còn đồ đẹp không á. Giờ lên Tết thì chỉ có áo thun, quần jean, quần sọt. Rồi á, dâm với váy rồi đó. À lấy cái dâm màu xanh này. Nhưng mà em không chịu, em không chịu mang, bé thì không chịu mang mấy cái đó. Đầm thì đẹp cực kỳ. Giờ làm sao đây? Mà năm nay Tết đi đâu? Tết ở nhà nấp ngủ. Nè có cái dâm này còn vài dâm. Ui mẹ, mẹ nó lấy dâm này. Nè, ơ ưng ham, ưng dâm này cho nó ham. Nè. Nè ưng dâm ham. Đó, ưng đẹp thì lan đẹp. Mẹ nào ưng đẹp cái này nhí nghe, nhí 95 nè. Nhí 95 giùm em, nhí 95. Còn không lấy cái set này cho mấy bả nè. Cái này nguyên set này coi cho mấy bả luôn, có ba bà nè. Bà Hiền nè. Hiền cho ba bà nhỏ có luôn nè. Hiền ưng thì báo chị nè. Mẹ nào ưng lên hàng gì cứ comment trên lên tức tắc tần tật hết các mẹ nghe. Cột này. Ưng lấy hàng gì báo trên đây tắt là chân, kinh hai hơi bị đau.
Đây set này cực kỳ dễ thương nè, sọt này. Đó, sọt này. Dễ thương ha. 170 luôn, nguyên một set 170. Nguyên một set 170 quần sọt. Không đầy không thối tiền lui. Lôi còn một cục nữa chị chưa đi, để chị đi thì chị tặng quà cho chưa đi. Chưa đi nghe. Hiền hãy còn một cục nữa chưa đi. Cục nó đi rồi. Nhưng mà chắc mai mốt chị đó em nhận đó, còn một hai cục nữa. Đây máu là đây em xả luôn đây các mẹ ơi. Áo xả áo hãy. Đây nè, cái áo này mẹ nó lấy 50 60 luôn. Lấy áo Chanel 50 60. Ui, cái chân của con. Có xe cồ nè, xe đại nhí và cồ nè mẹ nó lấy không nè, 50 60 nè. Ở kề dưới cùng màu hồng à. Màu nấy à? Màu đỏ. Màu vàng. Màu xanh. Màu xanh đi lấy chưa? Cùng màu hồng. Cái này màu hồng. Hồng đi không có sai, hồng đi không có sai xe cồ cho bả. Không có xe cồ cho bả. Đi đại, đi nhỏ nhí, nhí. Hồng đi biết có cồ không quên chắc. Toàn tầng đi chỉ có con gái cùng đó. Giao hàng hậu đào thành công. Giao chưa? Mẹ nó lấy áo này 50-60 dùm em nè. Đó, 50-60 nè. Kèm với lại mua kèm thêm quần sột, quần đồ là ok nghe. 50-60 chia sẻ bài dùm em đó các mẹ. Chưa giao mà bảo thành công hả? Quốc chị chứ chưa giao bảo thành công. Bảo thành công đồ răng mặt. Để chim coi cái áo này vừa. Cái bộ này vừa chứ ha. Cái bộ này không vừa. Lấy cái bộ vàng đó chiêu kìa, bộ vàng lửng đâu rồi? Bộ vàng lửng bên hướng kia. Đó có bộ vàng đó, bộ vàng hoa kìa. Bộ vàng kiểu đó thiết kế này. Nè, cái này còn mấy bộ. Dễ thương này. Đó bộ này dễ thương này. Bộ này dễ thương này, lấy bộ này thì comment này. Đó bộ này côn ngang này. Côn ngang này. Size số nhỏ nhưng mà đó có quần bả vừa ha. Bả 45 kg đó. Nè. Dễ thương cực kỳ, hôm trước con bé nó cũng 40 kg, lấy bộ rồi đây. 40 kg này. Đỏ kia là lấy màu hồng rồi. Bộ chủ nhật nó không giao đây em ơi. Chủ nhật nó không có giao đâu. Màu này là giống màu kia. Xanh này lấy thì con bé mình trên xanh thì. Xanh nó 105. Bộ xanh nó nhận chưa? Bộ xanh em nhận chưa? Đẹp không? Bộ nó bao đẹp luôn không? Chắc cực kỳ đẹp. Lấy cái bộ thiết kế này. Đây này bộ đỏ này mẹ nó hỏi này. Bộ đỏ mẹ nó hỏi này. Đó bộ đỏ này. Bộ đỏ nghe, hồng đỏ các mẹ. Dạng như hồng đỏ. Lấy thì comment giùm em nè. Hồng đỏ 120 xả luôn, 120 nghe. Đẹp banh chành luôn. Ở bộ xanh nó đẹp mà. 120 hãy lấy chốt trên 120 này. Bộ xanh này là còn 2 bộ thôi. 2-3 bộ thôi, mẹ nào lấy thì cái chốt giùm em 2 bộ thôi các mẹ. Nhưng mà form to, còn size số 11 mà form to. Đó, form to. Mẹ nào lấy thì comment. Ở thì bộ đi đẹp mà. Đây nè, bộ xanh ngắn nè. Đẹp lắm, đó khách nhận rồi. Khách nhận rồi. Đẹp phết đúng không? Ừ. Cứ khen đẹp đi, lô sau tặng quà nữa. Cái lô em vừa nhận đó, cái cục vừa nhận là có chị tặng quà trong đó. Chị tặng mấy cái áo với quần chip cho bé đó. Ủa cái này bé em mặc có rồi mà. Cái này bé ăn Hiền có rồi đúng không? Cái này Hiền em có rồi. Ừ. Còn một cục chút nữa chị gửi. Nhưng mà mã này bé em có rồi. Chị nhớ là bé em có rồi. Nè. Bà chưa nhận đó bà ơi. Nè cái này vừa hâm. Trinh mặc thử. Trinh mặc thử là hắn vừa. Đợi chút xíu nghe. Nhận hết đi. Cái này rồi vừa. Vừa nghe. Nè áo phôm ngang nè. Dễ thương hâm. Phôm ngang dạng hơi crop top nè. Trinh mặc vừa là nó mặc vừa nè. Đó. Thấy hâm thoải mái chưa. Mình có ngực chẳng lẽ hắn cũng có ngực luôn hả. Bà mét 5. Trinh 48 kg. Ok chưa? Trên 48 kg. Còn em còn 2 cục nữa mà. Em còn 2 cục hàng nữa mà. Cái này cho ốc tiêu này, mã này cho ốc tiêu này. Quần thì co giãn vô tư luôn. Đó, cái hàng quần co giãn. Cho ốc tiêu 105.
Đây lên thiết kế này. Mã này là mã thiết kế nè. Mã này thiết kế nè. Dễ thương không? Thiết kế size form size khoảng 20 kg lên giùm em chị. 18 20 kg lên, 18 20 kg lên nè, quần ấm suông nè. Đó quần ấm suông nè, banh nóc nhà 95 luôn. Banh nóc nhà 95k này mặc dễ thương lắm. 95k nghe 95. Ấy là em lấy bộ này cho bé lớp 2 hả? Lớp 2 lấy size nhỏ hơn. Lớp 2 nhiêu ký? Lớp 2 nhiêu ký? Cái nó to lắm. Lớp 2 nhiêu ký? Bộ này nhất nách luôn, bộ này đẹp nhất nách. 95 thôi, 95 quá rẻ luôn. 95 thôi các mẹ. Mẹ lấy 95 giùm em. Optil, Optil lấy lớp 2 là nhiêu ký nè. Lớp 2 là form nhỏ hơn một xíu, size nhỏ hơn. Còn có nói là to. Hai đứa luôn hả? Lớp 2 chứ lấy size nhỏ hơn nè. À nãy giờ là lấy lớp 2 mà 45kg hả? Là 8 tuổi 45kg á. Ừ. Này lớp 2 45kg là chốt cái đó đi. Vừa. Thì mình lấy size to đó. Này áo này không đẹp không tối tình lui. Áo thấy không? 95 nghe. 95 nè. Khoảng 17-18kg trở lên. 17-18kg trở lên có sai hả? Khoảng 17-18kg nè. 17-18kg trở lên là được nè. Đó mẹ nó lấy chốt cho em 95k nghe, 95k. Coi trong nữa mấy cái đầm nó lâu ra luôn. Cái đầm màu vàng nè. 95 lấy chốt cho em mã này 95 giùm em. Dục xuống. Mã này trên xe luôn nè. Mã này có size cồ luôn nè, đầm này có size cồ, ốc tiêu lấy không nè. Cái này còn mấy chiếc mà. Cái này nhí mẹ nào lấy thì trên khuyến mãi luôn. Nhí này đầm dễ thương không? Mẹ nào lấy trên khuyến mãi luôn 75.000. 75.000 hàng thiết kế nha. 75 hàng thiết kế, cái này có size to nè, size to mẹ nào lấy 85.000. Mẹ mặc cũng được 95.000. 85 95 trên đang định lấy cái trên mặt này. Đó mã này size L luôn nè. Đó size L luôn. Bé nào to cũng được hoặc mẹ nào mặc cũng được luôn. Cái này nó có bo chung nên nó rất dễ mặc. Ưng bẹt vai cũng được các bạn nghe. 85, 75, 85 em xả luôn. 75, 85 em xả luôn. Xả lỗ luôn đó các bạn. Xả lỗ có xe nhí nè. Đầm vàng đi lấy mẹ lấy chốt mẹ mới đầm vàng hả? Đầm vàng này có size nè. Đầm vàng có xe nhí và xe cồ. Mẹ con á. Mã này là mẹ con nè. Đầm xuông có đầm tím kìa, lấy cái đầm tím qua. Đại cô nghe, đầm tím nó 45kg mà lấy size coi size to quá. Chế nào lấy mã này cô mê giùm em 75 đầm vô tư các bạn, đầm nhiều lắm. Đầm cực kỳ nhiều luôn. Nè, cái đầm cho bả mờ size to như thế này á thì nó dài quá không? Còn size nữa không? Ủa, cái này không vừa. Sai màu vàng kia, vàng nữa xem mấy. Sai vàng nữa mới may đâu vừa này. Đó, vàng này là vừa cho hắn này. Vàng này là vừa 45 này. Sau siêu xem hai chết hồi chiều. Hai set nào quan trắc thì. Nè đầm vàng đi mẹ nó lấy chốt giùm em đầm vàng này. Đó, đầm vàng ốc tiêu lấy thì chốt hồng trên đầm vàng 120 nghe cô. Đại cô đó là size của bả này 120. Thấy rõ không? 120. Có hai set hồi chiều hả? Hồi chiều à. Bắn máy không, không có dạng chữ A, xếp nách mờ cù trong đây không có. Đây này có xếp mô, ông hội xếp mô. Xếp này hả? Lớp 2 mô có 30kg. Mô cái này là khách khác. Thì vàng đi vừa, không phải muốn cho bề ngang vừa thì cái này phải dài thôi. Bề ngang vừa, mẹ nó hỏi xếp này hả? Hỏi xếp này hả các mẹ? Nè. Thấy là mi lộn quần áo qua hả? À không phải. Đây nè. À xếp sập ngang kìa. Đây nè, xếp sập ngang này đúng không? Đó xếp sập ngang này nè. Không đẹp không thối tiền lui. Không đẹp không thối tiền lui với các mẹ luôn. Quá dễ thương luôn. Chữ này thấy không? Đó thấy rõ không? Bao chất hàng hiệu các mẹ nghe. Hàng hiệu Lido nè. Cái này là hàng hiệu em bao chất luôn với các mẹ. Đó, à đưa mấy cái áo thun size to con gái cho ốc tiêu cũng chọn vài áo thun gái size lớn dễ thương lắm mẹ.
Đó mẹ rồi lấy mã này thì cô mang giùm em. Đưa cái quần này. Có quần sọc đi 30 kg nè em nè. Nè có cái mã quần này nè. Đó mẹ quần này mẹ rồi lấy xả luôn 95k hệ. 95 giùm em nè. Sau lấy quần này 95 cô mang chị 95 này xả. 95 thôi. Đó áo này chế nào lấy comment áo luôn nè. Áo 75 áo Quảng Châu 75 nghe. Áo Quảng Châu 75 nè. Bao đẹp luôn với các bạn. Áo Quảng Châu 75 này. Cái tay này bị liệt. Tay này cũng bị cái gì á. Đau quá. Dương đau 75 các mẹ. 75 dùm em các mẹ nghe. 75 thì mẹ nó ưng lên cái gì em lên cái đó cho các mẹ. Không đẹp em không thối tiền lui. Bộ này ngồi đang đẹp cực kỳ luôn các mẹ nghe. Cực kỳ đẹp. Đó mẹ nó lấy mã này comment mẹ 180 thì 180 trắng giùm em đi các bạn, trắng giùm em biết phát đi. Cái này mã này hết rồi, còn một cái cuối cùng thôi. Mà bán hồi nào cũng chẳng biết đường. Cái đầm đó, cái bộ nó bán hồi nào cũng không biết luôn. Cái đầm vàng á, đầm vàng hết trơn, còn một cái xe to nhất á. Cái dài là cái nếu có mẹ thao như thôi. Còn một cái hồng nữa mẹ nào lấy một cái hồng. Một cái hồng thủy thủ này này. Đó một còn một cái đầm hồng thủy thủ chế nào lấy không này. Này cho bé khoảng. Đó cái này size 14 đó. Này mã này size 14 này. Này cho bé 35 kg là mặc được các bạn. Bé nào khoảng 35 kg là mặc được ngay. 35 kg là mặc được này các bạn này. Hiền cân lên sột riêng cho bé không. Sột riêng. Đầm công chúa. Đầm thì nhiều các bạn. Đầm lên. Đó, sau có lấy thì chị chốt mai chị gửi hàng luôn nè. Đó, mấy cái đầm dễ thương lắm nè. Dễ thương ha. Đầm dễ thương lắm các mẹ. Đầm cực kỳ dễ thương luôn. Cực kỳ đẹp luôn nè. Đó, quá đẹp luôn. Đây là đầm trên đưa cho các mẹ à. Xem sơ thôi chứ đầm nó nhiều lắm các mẹ. Bộ cho trai cũng nhiều. Bộ cho gái cũng nhiều. Rồi ok, ốc tiêu. Ốc tiêu hai bộ hả? À ốc tiêu ba bộ chứ. À cái bộ này ốc tiêu lấy cho bà mẹ. Bộ này không biết còn không? Không biết còn xe cồ không quay mất. Đầm xanh hả? 45 kg. Lớp 2 45 kg múp lắm. Đi coi đầm xanh nó vừa không có sai không? Chị không có sai. Để chị coi cái đầm nó còn sai không nè. Hình như còn lên sai thôi. Để đợi chút xíu trên coi còn sai to hơn xíu không. Chinh xỏ vừa là nó vừa. Còn mà chinh không vừa là nó không vừa. Cái này là hồng này to hơn size này. Em thử các bạn nè. Em mặc riêng mà em thử đây. Mấy chị múc múc là em thử hết. Chấm đi các bạn. Chấm giùm em đi các bạn. Mình là có ngực hơi bị kích rồi. Nè. Cái này là bả mặc trên gối rồi. Hơi bị kéo cái này thì không chịu. Phía sau thì không. Kích ngực rồi ấy ơi, kích ngực. Cái này là mình mặc bị kích ngực nghe. Nếu tính ra cái điểm to. Này tới đúng hả? Hề. Cái này có ba mấy kg được. Hề. Nhưng mà hôm trước giờ mình không biết. Mình không biết mà anh đi ba mấy. Điểm to mình tưởng. Không, ý là chị thử sai thôi. Còn màu thì có, cái này chị thử sai. Thử sai cái này có hai màu này. Mà cái này to chứ bộ. Cái này là cô hợp phải size 24 là lớn nhất à. Màu vàng nữa à. Màu vàng kiểu khác. À màu vàng kiểu khác. Ná nhau hết trơn á. Màu đỏ nữa này, màu xanh nữa hả? À màu xanh. Màu xanh này là trùng với màu đỏ, màu vàng đây. Màu vàng. Màu nó màu cam với màu đỏ là một mẫu. Màu xanh đi nữa nè. Này cái này có 4 mẫu lận. Nè xanh đi nữa nè. Thâu lâu ra giùm tôi cái chân khỏi lộn màu giùm cái. Lộn kỹ giùm cái. Cái này kiểu lộn tùm phèo hết rồi. Cái
Cái này nhiều kiểu lắm, ứng lộng tùm thề. Ba màu, màu hồng, màu cam, màu đỏ. Chị bảo ứng lộng màu chứ hả? Nó lộng màu. Mẹ đâu xem nữa, chấm giùm em ít phát đi, em lên đồ Tết luôn cho. Em lên hàng Tết cho các mẹ. Vừa bán làm dài rồi, đem làm dài ra. Họ hỏi mà. À, ý là khách hỏi. Chấm giùm em đi, chấm giùm em lên luôn. Em lên luôn cho các mẹ nè. Có ưng sụt riêng không? Có ưng sụt riêng không? Ba mẫu riêng nhưng mặt tái thì mẹ ơi. Không, xanh chị kéo lên bị kích ngực. Xanh kéo lên kích ngực em không vừa đâu. Có cái hồng sung, coi cái hồng sung nó được không? Cái hồng sung đi em ưng không này? Hồng sung phô ma mờ dài lắm. Cái này là oversize. Mà có size nhỏ nhất á. Cái này là oversize này. Đó. Này cái này là oversize này. Cái này về thắt cái nịch hay như thế nào. Còn ưng là gần ưng ngắn thì cắt lên. Cái này là form tay tay á. Đó, form tay tay. Cái này đứa nào biết mặc mới mặc được các bạn. Cái này là size đại cổ luôn này. Đại cổ đây này, trên đặng. Đầm đầm xanh đó à. Mấy cái đầm đó chị sale luôn 85k đó em ốc tiêu. Đầm xanh đi coi còn không này, xanh đây nè. Đó. Đó, đợi chút xíu chị lấy size lớn hơn. Đó mẹ 85 ốc tiêu nghe, đầm nó 85. Mã này xả luôn 95 này, mã này xả tay 95 các bạn hệ. 95 95. Mẹ nào lấy chốt giùm em 95. Còn tâm nước đâu? Còn cái nến có màu xanh, màu vàng. Đủ dây, đủ xanh nè, vàng nè, đỏ nè. Đỏ nè, màu xanh dương nè, xanh bơ nè. Đó, xanh dương, xanh bơ. Ông xanh bơ đi đúng không? Xanh gọi là xanh bơ. 18 nè, số lớn nè, coi nó số 18 đó. 18 đồng chí, 24 á. Chứ cái đi hết rồi hả? Cô hỏi có treo không? Còn cục nguyên, không treo nhưng mà còn cục nguyên luôn. Cái này có 24 xe lớn hơn xe lúc mà. Nguyên đa nguyên chuyện luôn, còn nguyên cục. Màu vàng nè, màu đỏ nè. Đó mấy mã này mẹ lấy thì con mây em đầm thì đầm. Cái xanh với cái hồng chị vừa cầm lô vậy. Lấy cái xanh xe lớn nhất luôn đi. Một cái hồng này em à. Hồng này đúng không? Hồng này đúng không? 85 thôi. Hồng này lấy cái xanh bơ. Hồng này và xanh bơ đúng không? Đúng thì ok giùm chị nè. Đúng thì ok, ok, ok giùm chị hả? Thế. Cái kiểu này không có xanh. Kiểu này nè. À có đế. Ừ. Cái này là hồng. Hồng là hấp tiêu chốt này con này. Mẹ nó lấy đại đầm này, đầm đại này cô em trên đi đầm đại 85, 85 hết các mẹ nghe chia sẻ bài giùm em. Cô xanh bơ đi còn không? Còn. À cái hồng oversize hả? Rồi. Rồi cái hồng oversize cho hấp tiêu 120 này. Cái này là mặt phôm tay tay dài dài, em ưng ngắn thì em thao lay nghe. Em cắt lay nghe. Cái này là à chị xã 95 chứ đi xã 95 hả? Xã 95 đây, xã 95, xã 95 hồng oversize. Là cái xanh của chị cầm. Là cái xanh bơ đúng không? Ý là xanh bơ đi còn không? Đâu. Đâu? Lấy xanh bơ. Cái này cứ lấy size 24 á. Cái này không có, cái này mới size 20. Đó, đầm này mẹ nó lấy thì cứ cô mày em đầm size lớn nè. Cái này size lớn, size lớn. Mã này nè, nó lộn mã lắm các bạn. Nó cũng hoa cúc, hoa đồ, hoa hướng dương, hoa thực dược gì cũng có hết. Còn không? Xanh hay dây này, đúng rồi, đợi chị xíu chị lên cho. Tám mươi lăm xả sale, xả sale 85k. Xanh bơ này 18 20 24. Trên đây nè mẹ nó lấy thì cái chốt của em nè, xanh này đó, xay to hơn xanh này đúng không nè. 85 các bạn nghe, 85 mẹ lấy chốt em 85 này. Nè, 85. Đó, 85 size to hơn cái size lúc nãy chị đưa thì. To hơn này, ok đúng không? Cái xanh hai dây này. Quá dễ thương luôn. Ốc tiêu, cái bộ nó ốc tiêu luôn, này còn ốc tiêu luôn. Chế nào lấy nữa comment giùm em nghe các bạn ơi.
Comment, comment, comment. Canh này có mấy màu, em có xanh dương nữa. Nói chung xanh dương. Đó. Có vàng nữa nè. Cái này xe, cái này vàng nè. Tùm lum. Xanh này còn dễ thương nè. Vàng ngọc hà nó gọi khai. Nè, màu xanh dương này đầy phong. Xanh dương này, size lớn các bạn hiện xanh dương này. Chúng đang cầm size này là size lớn nhất nè, chúng đang cầm size này là size lớn nhất các bạn. Các bạn thấy rõ không? Có rõ không? Cái này là size lớn nhất là trên mặt nó hơi kích ngực này. Đó hơi kích ngực các bạn nghe, trên mặt kích ngực hơi ngắn kích ngực. Màu vàng nữa. Mẹ nào lấy cái comment màu đỏ nghe. Rồi chúng qua mẫu thì coi có quần sọt nào to không? Có ưng lấy quần sọt nào to to không? Quần sọt riêng á. Dồn á, dồn to mới đưa chứ. Hắn kêu quen cái mũ nào ở quán mình hả? Có không? Thấy? Ai biết được? Cái đang có quen. Ốp tiêu cái quần này lấy cho bà âm nè. Nè, cái quần riêng này lấy, có hợp còn size to hơn nữa không? Cái này còn size to hơn nữa. Ý là có, ở quán mình có quay cái mũ gì không? Không biết. Cái mũ của Hiển ở đây có cụ bị các bạn không? Ta đâu đem vô. Ta nằm đó đó. Đó, lấy mã này thì 85 thì. Cái này không, cái này chắc con bé nữa. Cái 45kg múc cái này. Quần riêng này, sột riêng đúng không ạ? Sột riêng này. Có quần riêng dài này. Ai đứa quần kaki nữa đây trên lai. Mô kaki mù nữa kìa. Có ưng lên áo không? Lên áo cho. Áo size 45kg á. Có cái nhĩ không? Có nhĩ không? Đó. Nè đó, quần này quần trai đưa cái quần nó tặng. Đưa cái quần nó tặng này. Tặng cho hai cái quần. Mẹ nào đang xem tặng hai quần này. Hai quần nghe tặng quần sọt này. Em tặng thôi. Tặng hai quần này. Đó, mẹ nó ưng lấy thì comment giùm em. Cái này cho bé nào khoảng 10 11 12 kg này. Bé nào 14 15 kg này. Đó, có hai cái tặng hai cái. 10 11 kg mỗi bạn được một cái này. Này đó, toàn đẹp nên này tặng nghe hai mã này em tặng 0 đồng. Chia sẻ bài giùm em. Chia sẻ bài giùm em tặng 0 đồng thôi. Ăn kìa, quần này giá dễ sợ. Này quần giá đi, giá dễ sợ này. Giá không? Giá cực kỳ này. Cực kỳ dễ luôn, chia sẻ bài đi các mẹ. Chia sẻ bài lên tặng banh nóc nhà luôn. Chia sẻ bài giùm em lên em tặng luôn. Lấy quần nào? Tặng lấy quần nào, chốt đi, chốt quần nào chọn một cái thôi. Chọn một cái nào này. Này là rách này. Nhỏ nha. Tặng một cái nào thì lấy, còn một lấy để cho con Hiền thì. Nhỏ. Thì cái này xe nhỏ nghe chứ không phải xe to, có hai chiếc đang còn có hai chiếc này nè nên tặng thôi. Đó, hai chiếc nên tặng thôi này. Hiền thì bé nhỏ hơn cũng được. Hai cái này con Hiền đều có. À. Lấy cái áo màu trắng mà hình hướng dương kìa, nhớ không? Quần lửng hả? Quần lửng rồi cho ốp tiêu quần đây nè. Đó cho ốp tiêu quần đây nè. Ủa cái điện thoại ta để đâu rồi bảy? Ốp tiêu nó. Ừ. Nè, ốp tiêu có cái quần này, có cái áo này nè. Áo này dễ thương lắm, lấy cho bà bé không nè. Đó, còn hai chiếc. Mã này còn hai chiếc nè. Size to hệ còn hai chiếc size to nè, mặc phom giấu quần cũng cực kỳ dễ thương. Kèm với quần legging là ok luôn. Không mặc quần sọt thì quần legging này. Còn đây cho Hiền đi. Quần này cho bé Hiền Candy đi. Này, quần sọt này cho Hiền. Nhà câu hắn toàn mặc không chịu mặc đâu. Hả? Kỵ hắn kẹp ra ngoài. Ừ. Hắn mua cả năm mớ đồ. Cái đó là cho ốp tiêu thì cái này là cho Hiền này. Còn nữa. Nè quần áo quần trâu lấy thì comment giùm Trinh thì 85 là 75k thôi. 75 các mẹ, 75 nghe, mẹ lấy comment giùm em 75. Mẹ nó ưng lên hành gì nữa không? Trinh lên cho các mẹ. Ưng lên đầm lên này. Chứ nó không có quần lít kiên quần gì hả? Đó không có quần lít kiên mà quần gì hả? Cái này xe cồ á các mẹ. Quần xe cồ á. Ôi sao bà 45kg khó mặc à, khó lấy lắm. Cho bà giảm cân bớt đi. Đó.
Coi còn bộ nào nữa không? Con trai thì nhiều lắm mẹ. Quần dài là có nhiều nè. Quần... con của Hiền lại không mặc quần jean mà không mặc đầm nữa là trừ. Ờ, không mặc quần jean mà không mặc đầm nữa là không biết mua đồ chi luôn. Sọc đầy lắm nữa. Hiền chưa không mặc quần jean. Quần sọc. Riêng sọc mà không được. Mà không biết được. Hiền có cái hộp riêng sọc với lại áo thun không Hiền ơi? Mà ờ, à, mới lớp 2 mà con gái mà tới 4 mấy ký đồ răng mặc. Có mấy bộ mua trong đó có size to không? Bộ có 4 mấy ký. Có bộ hồng đậm đó. Đôi đuôi à? Đầm đưa đầm cho bé nhỏ. Lấy ra cái đầm cho bé nhỏ, cái đầm đây đi. Bé nhỏ mặc đầm đây đi, dễ thương lắm. Chị nói lấy đầm đây đi. Mới tặng cái quần á. Nè bé nhỏ mặc đầm đây đi nè. Đó, đầm thì vô tư. Tiền trên không có chứ đầm trên vô tư nè. Nè, tặng cho hệ. Lấy cái đầm công chúa này cho bả luôn hệ. Lấy cho bả cái đầm công chúa sale 60. Sale 60 nè. U bên đi bằng tay mình đẹp ghê không? Sale 60 nè. À. Sale 60 nè, khuyến mãi. Khuyến mãi 60 là bà nhỏ có, bà nhỏ với là bà giữa có. Còn bà lớn là không có nghe, bà lớn là trừ là đừng công chúa gì hết đó. Đó, lấy cái này cho mặc này, cái này cũng dễ thương luôn nè, cái này 95 nè. Quá đẹp, cái này cho bà nhỏ với bà giữa nè. Bà nhỏ với bà giữa 95 là đầm. Ủa chứ không mặc đầm rồi Tết mặc cái gì? Quần riêng rồi không mặc đầm rồi cũng mặc rồi Tết không biết mặc cái gì luôn. Đó, cái này thấy bị chói không? Có bị chói không? Chói hình hả? Hình như hơi bị chói hả? Này 95 này mã này là 95, hàng đi hàng Luni nghe, hàng đi hàng thương hiệu. Màu hồng hàng thương hiệu Luni. Đầm là mênh mông bát ngát. Bị chói à? Ủa bị chói, cái ni răng bị chói đoạn mũ. À ấy à, à đưa luôn cho ấp tiêu cái bộ này cho. Cái size nhỏ nhất á. Còn chói không? Này, hồng này. Đó, hồng, có cái nơ này. Dễ thương lắm. Cái này size nhỏ nhất hả? Ấp tiêu có cái bộ cái này là nhưng mà to. Hả? M L X L. À cái này rất là cho mẹ luôn chứ con chi nữa. To đùng cái này to quần này. To lắm. Cái này sự rộng quần này. Quần cái này to. Mỗi tay. Có mấy loại đầm hoa nhí vải thun cầu chứ mi rồi. Đưa mấy cái đầm rồi trên ra đây trên lai đầm. Đưa khỏi lấy luôn nữa trên ra. Hey. Rồi ra đây lai hắn ưng đầm thun. Cái đầm thun để quất mặt tới Tết các cha nha nè. Nè. Lái đây ta hốt hết 50.000, ta hốt hết cho. Nhí nhí hốt hết 50.000. Bà bé nhỏ à, bà 2 tuổi rồi đúng không? 2 tuổi rồi hả Hiền? Đây nè. Đó, có mấy cái này, mấy cái đầm hoa nhí này đúng không? Hoa nào chưa có? Hoa nào là hoa? Xeo luôn, nhí cho Hiền xeo luôn 50. Cho Hiền tặng Hiền, chơi lớn tặng Hiền luôn nè. Tặng Hiền luôn nè, 50 này, bà 2 tuổi đó hả? 2 tuổi 12 kg đó hả? Đó, mấy mã này có nè, bạn nào lấy comment 10-12kg có sai. À, cái nào chưa có? Chi chi chưa có? Chữ à, chưa có à, chữ chưa có. Rồi, chữ cho mấy đứa nè. Chữ chưa có, Hiền một cái nè. Đó, Hiền nè, 50. Tặng luôn Hiền luôn, khuyến mãi 50 cho Hiền nè. Chữ bé lớn có không? Thôi bé lớn, bé này hơn nhỏ, bé nhỏ. Rồi cỡ chữ chưa có, hoa này có chưa? Mấy rồi ok ốc tiêu để ok tiêu kêu lấy mấy cái bộ cái đầm xe nhỏ, đầm xe nhỏ này, bé nhỏ với xe giữa hả? Đầm hoa đó có rồi hả? Hồng ni vải đẹp đúng không? Từ nè. Cái này có chưa? Cái này có chưa nè? Đó, cái này có chưa? Hồng sọc này có chưa nè? Đó, không đẹp không tối tiền lui 50 cho Hiền. Hồng nghe comment hồng nè. Đúng rồi. Thôi đó có rồi, cái này có chưa? Cái này chưa có hốt luôn nè. Chưa rồi. 54. 50 nè. Đó, không cần cặp nghe. Hồng trên ông bé lớn hắn lớp 4 tuổi rồi, có mua đâu. Cái này cho bé lớn nè, cái này bé lớn nè, cái này bé nhỏ có không? Nhí này có bé nhỏ không? Hiền trên đây hả?
Đây cái này là cặp nhí nè. À, cái này đâu cặp, này đâu phải. Cái này bé lớn có chưa? Hồng nhỏ, hồng nhí nè. Hồng nhí nè. Còn hồng tim là bé nhỏ nè. Hồng nhí là bé lớn, bé giữa. Bé giữa nghe, bé giữa nè. Bé giữa nè, bé giữa thôi. Đó, màu hồng này có chưa thì chốt giùm chị hồng nè. Nhanh các mẹ. Ok luôn, ok cặp này luôn. Nè. Đó, ok cặp hồng nè. Cho Hiền 50 hết, cái này cho Hiền 50. Vừa bán vừa tặng luôn. Chơi lớn luôn, đó. Tiếp nha các mẹ. Tiếp coi còn có nào vừa sai không. Ủa hồng gần sống đi nó. Hồng gầm, hồng gần sống có chưa cho cặp này. Đâu con bé lớn chưa có. Bé nhỏ có, bé lớn chưa có. Xả băng nóc nhà đây. Đầu này cặp này có chưa nè. Đó cặp này có chưa. Tiếp cặp này có chưa nè. 50. Quá rẻ luôn. Mà toàn free ship nè. Còn tặng quà 50 cặp hồng dao có chưa. Hồng dao chưa có thì báo chị nghe. Hồng dao chưa có thì báo nè. Hồng dao, hồng dao. Cái đầm đi hắn lái chưa bay. Còn cặp không. Đưa hả. Này không, cặp này hả? Cặp này có chưa? Hoa, cặp hoa. Dễ thương, cái này dễ mặc đúng không? Mà mặc dễ thương. Hôm rồi có tặng một quần chip á. Hôm rồi có tặng một chip. Hoa này có chưa này, cái này mặc tế không được chứ có gì đâu, con nít mà. Cứ mặc đầm, quan trọng là chỉ cần mặc cái đầm mang đôi giày lên là được rồi, không cần phải gì đâu mà hoa lá cành. Có tiếp chip có tặng rồi. Nhưng mà coi còn chip nữa, còn chip thì chị lấy cho. Thấy chip nhỏ hả? Còn chip cho bà lớn nhưng không có cho bà nhỏ. Để coi hả? Đúng rồi, lấy bill đó chưa lấy. Bill đó chưa có lấy. Cái xin đi, không đi chị không có chiều quên ta. Chờ đồ, chờ tháng nhưng vào mở ra xem chứ. Trước này có tiền. Này cái này không có, cái này em có chưa chị quay à? Kệ tặng mà, chị nói tặng là chị tặng. Cái này có chưa quay nghe em. Mẹ, nè lấy cho bả mấy cái lấy mấy bả mặc cái vest này mặc tết được nè. 85k nè, vest mặc tết nè. Đó, vest mặc tết 85k nè, đưa điện thoại nè. Hả? Vest này lấy chưa? Đứa là em cũng nhớ đó chứ, chị không nhớ, đưa cho ta cái điện thoại. Vest này có chưa? Chưa có thì báo chị nghe. Vest này, vest với dung xanh dễ thương lắm. Ờ, đứa thôi chắc lấy rồi đó. Chỉ có mã này là chưa lấy nè. Mã này là chưa nè, mã này về mà giá cao lắm. Chị có cho bé giữa, vừa bé lớn, bé nhỏ không có. Mặc tết, có hai màu, màu hồng, màu xanh. Nè, nè màu hồng, màu xanh nè, dễ thương không? Hồng xanh có hai màu. Cái này thì nó cao 145 lắm. Mã này tới 145, bé nhỏ không có. Đó. 145 này. Chế rồi lấy cô mẹ giùm em 145 đầm nghe. Mẹ nó ưng lên hàng gì báo trên lên cho. Ưng lên mã nào báo trên lên cho nè. Đó, mẹ nó lấy thì cái chốt giùm cho em với các mẹ ơi. Chốt giùm em nha các mẹ. Lấy chốt giùm em 145 đầm nè. Đầm vết có hai màu, đầm xanh và đầm hồng. Đầm bẹt vai này cũng đẹp nè. Cái này là vải thun em, cái này là cotton 4 chiều. Đó, mã này là cotton 4 chiều. Phía dưới này ren nhưng mà vẫn phối, ở dưới này vẫn phối cotton nè. Nó đạp phần cotton ở phía dưới. Nó không phần đem phía ngoài thôi. Mà hàng này hàng xịn. Hàng này hàng xịn, ren nó mềm lắm. Nó không nắm, mã này cotton không nắm nè. Chỉ có bé lớn với bé giữa không có bé nhỏ. Cái này cũng cô tông này, hàng cô tông dày. Đó, cô tông dày, nói chung mang đẹp. Mã này vest này có hai màu, màu xanh với màu hồng vậy. Xanh với hồng. Đó. Cái này cũng dễ thương mà bé em ốm nên không mặc đẹp. Này cái này cũng dễ thương này mà bé ốm không mặc đẹp. Mặc không đẹp. Này dễ thương không? Cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đó, bạn nào xem chấm giùm em đi. Mới 9 giờ mà từ từ em lên tiếp cho các bạn xanh này thấy không? Đó. Này cô Tông ưng mặc cái này cho bả không? Nè cái này cho ba đứa có nè. Mặc tết được nè.
Vải đẹp mặc lên dễ thương. Cái này dễ thương lắm. Xanh hồng. Cái nó cực kỳ dễ thương đó. Lấy váy thị, lấy bộ váy thị. Bộ váy nó lấy màu gì nói chị lên cho. Lấy màu nào? Ở bên lấy màu xanh hay màu hồng? Là ba đứa đều có đó, bộ váy nó ba đứa đều có đó. Đấy, mấy cái hàng đồ đầm qua đây. Mấy cái đầm này kia kia này có hai cái rồi còn mấy kia đám. Này, và váy em lấy xanh hay hồng? Xanh hay hồng coi em báo chị lấy cho. Chấm giùm em đi các mẹ. Hôm rồi em lấy cái quần 50k này mà chị không gửi cho em nè. Mất công không mặc. Đây chị không gửi đó. Cái quần riêng nè. Quần riêng cho bà bé giữa nè 50 mà chị không gửi nè. Quần riêng bạc nè 50 nè. Bà lớn lấy màu hồng. Bà lớn đang mặc xanh không đẹp. Rồi bà này màu xanh cho hai đứa nhỏ ok nè. Xanh hai đứa nhỏ. Một cái này cho Hiền nè. Xanh hai đứa nhỏ cho Hiền nè. Với lại cái hồng cho bà bé lớn đúng không? Hồng cho bà bé lớn. Hồng cho bà bé lớn nè. Cái hồng đi. Em về coi có cái nịch hay cái gì thắt eo lại nghe. Đó, cho bé lớn cái hồng này nó hơi dơ để ra chị khuyến mãi. Còn lấy cái một cái xanh nữa. Một cái xanh số mấy? Cứ đưa ra số của khoảng size sinh ly mình đó. Đó. Quá dễ thương luôn các bạn. Vét mặt không, vét đi em mặc tét được rồi. Có nịch thì thắt cái nịch hay thắt cái dây eo gì cũng được hết. Là bé lớn mặc được, bé lớn hồng. Chú Năm lấy rồi. Cô nằm thở cho hắn nhỏ, sẽ đi 14 chữ mà. Nơi xuống, to quá. Nơi to quá. Số 7 mà Sunny mặc rộng. Hắn nhỏ hơn Sunny mình mà. Hắn 4 tuổi, Sunny mình từ 6 tuổi. Này dễ thương hề. Cái này dễ thương ghê. Thôi, Nơi được rồi. Nơi dễ thương ghê đó, cái này cho Hiền luôn này. Cái của em đó, trên app nó cứ đề là cứ đề không đi được khang đó. Không biết ra không, hắn cứ bảo là bị gì dịch. Covid không còn lại chỉnh à vậy hả? Thì ấy là chắc khi hắn mặc quần legging thì mặc thôi chứ quần riêng không mặc. Đầm thì vô tư các mẹ, mẹ nó ưng cứ lên chinh lên đầm cho các mẹ thì lên đầm. Mai chị đi luôn một cục trước kia luôn rồi cái gì? Mai luôn chị đi luôn một cục trước kia luôn kìa. Có ưng lên được, có ưng đồ chơi không cho hắn tập đồ chơi này. Tặng Hiền. Xả hết đó các mẹ ơi. Nè tặng cho ca xếp đồ chơi này. Cái này là tô màu nghe. Cái này chị tặng thôi. Chị tặng cho Hiền này. Tô màu có nghĩa là này có con gái không? Này hình con gái đâu? Có. Này của con trai. Cho ông viện tô màu. Để nhắn tin. Nè đó, cái này. Cái này đằng phía sau này là hình con gái. Chuyển qua đồ chơi này các bạn. Này có chuyện của Tích á. Này công chúa này em. Cái này là kể chuyện trời ơi. Cái này là truyền, đọc truyện trời ơi. À, cũng vậy đó. Cũng tô màu đó. Đó chị. Đây tặng cho Hiền, cái này là tô màu nghe. Bà bé nhỏ, bà bé giữa chơi được, bà bé lớn cũng được luôn. Bỏ ba cái vô bà. Nè, Elsa này. Nè, cái này là tô màu hả? Chị tặng cho một sắp tô màu. Nguyên một sắp luôn. Nguyên một sắp 10 quyển này. Đó, nguyên một sắp 10 quyển này. Tặng cho Hiền đi. Đây là Elsa này. Và răng lộn trong đây là đó, cái chữ chữ này nữa. Rồi cũng có. Nó có bài tô màu luôn. Chấm đi các mẹ, chấm đi em chia sẻ đi. Cái này để cho Hiền luôn nhắc Hồng quay. Đi đơn sau cũng được, có đơn trước nó đi rồi đơn sau gửi tặng cũng được. À vậy hả, vậy tặng cái gì? Tặng cái gì? Không biết cái gì tặng hết. Hình dáng tặng không? Có hình dáng nữa. Nè mua đi về bán Noel mà quay các mẹ này. Đó mua về bán Noel mà quay cắt. Đầm váy đi máy.
cái gì đây đây, rồi là ưng cái gì, chấm giùm em đi các mẹ, em lên cho dán thị hình dán ưng không, ưng hình dán không. Cái này là mẹ nào vô mua sốt mà Trinh không có tiền thối á, là Trinh thối bằng bằng hiện vật này đó, cho hình dán luôn, cho mấy cái hình dán này, cho mấy cái hình dán công chúa, nhớ nhắc là hiền, cứ hắn không lái cứ tặng đi. Giao 20 ở đâu em, một cục của em đi rồi, còn một cục chưa đi nè, một cục chưa đi là đang nằm ở dưới gầm, còn cục này hiện tại là chưa chốt nè đó, chứ không phải đâu. Mẹ nào đang lên rồi cho hình dáng kìa, cho hình dáng đi, cho mấy cái hình dáng luôn đi, cho vào mấy cái viễn khỏi dình lộn, mấy kiểu luôn này, hình dáng mấy kiểu luôn, dễ thương lắm các mẹ nè. Hình dáng phía sau, còn phía này là tô màu nè, thấy không, cho hiền vài ba cái, vài bốn năm cái, năm sáu cái gì vậy, dễ thương không đó, cho ăn diện khỏi tranh giành đó, cho đủ sáu cái ba đứa này, sáu cái ba đứa nè, ok không, sáu đi thấy không đó, sáu cái ba đứa này các mẹ. Mẹ nào ưng lên hàng gì nữa bác Trinh lên luôn đi các mẹ, ưng lên riêng không, ưng lên riêng không, Trinh chốt riêng luôn cho các mẹ này. Vậy hả, bé lớn đang xem hả. Vậy cho hình dáng thôi kệ hắn, cho hình dáng, cho sáu cái hình dáng á, vì ba chị em chia ra, còn bé nhỏ không dán thì để ba lớn dán luôn, ok không. Các bộ này dễ thương lắm nè, bộ dài này dễ thương nè, đưa cái bộ nữa cho bé nhỏ, có bộ này cũng dễ thương nè, lấy cho bé nhỏ mặc tế cũng đẹp nè, cái đầm bộ nữa là cái đầm cái xếp đó, bộ này cũng dễ thương nè, bộ này cũng dễ thương, lấy thì sale luôn đó. Cái này còn hai set này, cái này bà bé nhỏ mặc không, đây còn hai set bà bé nhỏ với bà bé lớn này, xả luôn đi, xả luôn, còn hai set xả luôn, 95 này, bé nhỏ với bé lớn nè, bé nhỏ với bé lớn nè, set phông ngang nè, phong cách Hàn Quốc nè, còn hai set nè, lấy mặt tết luôn cũng ok đó. Rồi tết như vậy rồi đó, xong hết tết rồi đó, mang giày thể thao, mang bốt cũng được, mang giày thể thao, mang bốt này, phông ngang nè, phông ngang giùm em các mẹ hỉ, phông ngang hôm trước lấy size 3 mà ông bán 13 kg mà rộng mênh mông. Lấy xếp này thì báo chị nè, dễ thương lắm. Cái này là dạng như đi 95k đó các mẹ. Ở đây đi rầm rầm đây mà, chị Đà Nẵng cũng đi rầm rầm gì đó, chắc cũng hình như nghe đâu mấy trăm ca hả? Ừ, 400-500. Mấy trăm ca, lâu rồi chị cũng không có xem, nhưng mà chị nghe đâu mấy trăm ca rồi đó. Ừ, không đi đâu rồi hỏi mặc mua đồ tết, còn không mua bộ đuổi này cho hai, cho mấy bà này, hai bà thôi chứ bà lớn không có. Đuổi lửng mặc dễ thương, đuổi lửng nghe sale luôn đi nè, quần này sale luôn 75k luôn nè, quần này đó sale luôn 75k, dễ thương lắm. Đuổi lửng lửng Alibaba, đuổi lửng nghe, chốt bộ này thì comment dễ thương lắm, bộ này comment, bộ này dễ thương, chứ cái mũ nó cũng may hay của họ rồi, của họ à. Mũ của Alphox thôi, anh tới lấy đi. Đó chốt, mẹ nào đang xem lấy cái gì, cái zoom mà lấy cái zoom đấy hả, lấy mã zoom đấy hả, lấy zoom đấy hả. Mẹ đang xem chấm đi, Trinh lên cho, Trinh lên cho mẹ, ta đi về coi zoom đi bên kia còn ha, lấy zoom đi cho ba đứa luôn hả, zoom kia xây mé xây máy hai đứa chưa, cho coi ba đứa có không, zoom đi nè, rung đi lấy ba đứa luôn hả em, nó có thắt eo này, đây chắc bà này vừa có bộ đuổi à, bộ đuổi để chị coi có 25 kg không nè, đó bộ này là cho bà 2 tuổi này, đó 2 tuổi này, 2 tuổi này, một bộ này, bộ đuổi à, bộ đuổi chị sale á, một bộ này, bà bé giữa này, bà bé giữa hai bộ, một cái này, có lấy bé lớn không, xung đi có lấy bé lớn không, có. Bà bé lớn mà chịu mặc cái này không, hai bộ ưng zoom đó hả, ưng zoom mà nãy giờ đang suy nghĩ á, phải không,
Đó, có hai cái rồi, bé lớn ưng lấy thì báo chị, bé lớn còn một cái này, một cái cho bé lớn này, trông dễ thương lắm các bạn. Ưng thì báo chị nghe, đủ ni coi giùm ta có size lớn cho nó không. Mẹ nào lấy cái chốt lại giùm em, cái chốt giùm em với. Có size 25 kg không? Cứ đọc size lớn nhất đi, đưa dùng. À, lấy hai nhỏ thôi. Chị cũng lưỡng lự. À, dung lửng này. Áo bình lọ 25 kg sợi chặt em ơi. À, ái thu thủy trần 25 kg sợi chặt thì. Bộ đuổi 25 kg sợi chặt nhỏ hay. Nhỏ nghe không vừa đâu. Size lớn nhất rồi đó hả? Cái set nó size Số nằm đâu? 8 nữa mà con không thấy sai, cái nó bên này ra số 8 nè. Cái này nó nhỏ lắm đó, mặc vô nó nhỏ lắm đó. Nó size 8, size này size mấy? Size nó nằm ở đâu? Sai cầm đi, cầm con đi. Dung dễ thương. Này set này cũng dễ thương lắm các bạn. Này set này cũng đẹp này, có size này. À set này còn còn ít ít bộ thôi. Set này có hết bộ rồi. lớn chứ Hết. có lớn Đâu? Bộ lớn tôi bán rồi bà ơi. Set này dùng lớn, cái này cũng đâu lớn lắm. Có set này có 25 kg thu thủy nghe. À trước là còn 4 bộ à. Set này 95k luôn. 95 các mẹ hệ. Set này 95 luôn. Bộ đuổi 75 m hết lớn rồi. Bộ đuổi này size này size số 8 này. Đó. Size số 8 cái này không, cái này hơn chứ. Cái này size số 8 nghe. Đó, mã này size 8 này. Mẹ nào ưng lên cái gì nữa báo trên lên luôn các mẹ. Ưng cái gì báo trên lên luôn. 25 kg hàng gì vậy em? Em ưng hàng gì báo chị lên. Đấy là 25 kg em mưng lên hàng gì báo chị thì chị mới lên được nha. Hàng đồ gì, đồ bộ hay đầm, đầm thì vô tư. Đầm thì vô tư luôn. Đầm áo bộ. Mấy cái đầm đi đều có 25 kg này. Đó, có 25 kg này, đầm vest này, 25 kg màu hồng, màu xanh. Hồng xanh, cái này cũng có 25 kg. Này 145 này. Đó, 145 này. 145 này công cô tông mở dưới công chúa mềm mại này. Công chúa mềm mại các bạn, 145 bạn lấy thì comment giùm trên 145 này. Mã này cũng có 25 kg luôn. 25 kg cái này giống như đầm múa ba lê vậy đó các bạn nghe. Có 25 kg này thu thủy lấy thì comment này. Sạ 85 nghe, mấy cái này là 85 này. 85k dễ thương lắm. 85k cái này có mấy màu, màu màu rút này. Màu màu đỏ này các bạn, rút đỏ này. Rút đỏ vàng. Rút đỏ vàng này. Đó, rút đỏ vàng xanh nè. Xanh nghe, rút đỏ vàng xanh nè, thu thủy lấy cái nào thì comment nè. Màu hồng nè. Đó, thêm màu hồng nữa các bạn nghe. Lấy mã nào comment trên mã đó này. Mã này cho bà nhỏ cũng dễ thương nè, mút mút nè. Đó, mã này cũng cho bà nhỏ dễ thương, có size luôn. Size đồng giá 85 luôn các bạn, hãy đồng giá 85 dùm em nè. Đó, chế nào lấy chốt dùm em 85k. Quá đẹp luôn, 85 rồi trên lên. Lên tiếp là có size 25 kg em hiện. Mấy cái nào? Chứ ai biết. Em nãy không lấy mấy cái đầm qua đây, lấy giùm tao mấy cái đầm mà hoa hoa qua đây giùm tao đó. Cái mô đó, cái hoa hoa được chi đó kìa. Cái nào? Như cái nào, cái này hả? Cái này hả? À cái này bảo mật thì tay lê này, mã này tay lê các mẹ này. Hôm trước chị nhớ chị đưa rồi mà đúng không? Tay le này, mã này tay le 85, xả đồng giá 85. Không không đẹp không thối tiền lui. Quá đẹp quá rẻ luôn. Mã này còn một chiếc nè. Mã này còn một chiếc cho bé nhỏ lấy không? Ở mã đó chị đâu có biết. Đồng đồng rút hồng gì đó. Đó đồng rút hồng đó đó.
Mã này cũng đẹp này, còn một chiếc mẹ nó lấy không, trên xả nốt luôn này. Đó, còn một chiếc hàng đi hàng thiết kế xả nốt này, 110, còn một chiếc thiết kế thôi 110k. Đây nè, rút nè. Rút nè các mẹ nghe, rút nè, dễ thương không? Rút đỏ. Mai quay clip luôn, rút đỏ nè, vàng. Rút đỏ vàng nè, màu xanh. Xanh nghe, xanh với hồng. Dễ thương. Chế nào lá chốt nè, Tây Lan nghe, Tây Lan rất là mô đen, rất là dễ thương. Cái này các mẹ ưng mặc bệt vai vẫn được, hoặc chung vai đều ok nghe, bệt vai hoặc chung vai đều ok nè. 85k, rẻ không? Bé nào cũng vừa, hai bé dưới vừa. Hai bé dưới vừa, bé trên mặc không đẹp, bé trên cao quá, ốm quá, không đẹp. Còn hai bé dưới lại vừa. Bé trên có size nhưng mà chị không nói. Đó, là có đủ màu. Có đủ màu là hai bé dưới. Đó này, dễ thương, đủ màu, đủ hàng luôn. Không đẹp, không thối tiền lưu luôn. Rất cực kỳ đẹp luôn, mặc cực kỳ dễ thương luôn các bạn. Cực kỳ dễ thương luôn. Có size hết nha. Mã đây nhưng mà có size hết. Cái này cũng dễ thương luôn. Cái này có size luôn nè, Thu Thủy nè. Em lấy vàng đỏ cho bé giữa thôi. Đang bữa nay chụp bé giữa thôi. Răng bữa nay chỉ bé giữa thôi vậy. Vàng đỏ cho bé giữa nè, vàng đỏ cho giữa nè. Đó, xíu này chị chốt. Vàng đỏ cho giữa nè. Rồi ok. Mà sao lại thiên vị dạ? Cái này là chị lấy, mai chị chốt. Mai chị chốt bill. Ôi chị coi lại. Múc múc thì nãy giờ múc múc là toàn mặt dễ thương ha. Tiền này, bé giữa. Chấm giùm em đi các mẹ. Chấm giùm em ít phát nè. Chấm giùm em ít phát, em lên tiếp cho các mẹ. Nói chung nhiều mã dễ thương lắm. Thu Thủy nãy giờ có lấy được cái nào không em? Nãy giờ có chọn được cái nào không hề? Đó, mẹ nào ưng lên, mẹ nào ưng lên hàng gì cứ báo trên lên cho nghe nè, ưng lên hàng gì báo trên lên cho nè, dễ thương lắm các mẹ nè. Cái tím này trên còn, cái tím này trên còn, còn ba cái, mẹ nào chốt giùm em tím nè, xả luôn, còn ba cái xả luôn nè, ba cái tím đầm tím, đầm tím ba cái đầm tím nè, sale luôn. Mẹ nào lấy 85k giùm em hì. 85 các mẹ. 85 này không đẹp không thối tiền lui. 85 nghe, lấy comment giùm em 85k. Đầm tím 85 hề. Con tôi ở nhà ăn làm chi rồi trời. Đầm tím 85 lấy chốt giùm em 85k. Bà Ngập chấm gì đó bà Ngập? Ngập ơn gì bà chấm? Chung đầm thì vô tư các mẹ. Đầm thì vô tư. Ngọc lấy đồ bộ cho ông câu hôm kìa. Bộ riêng kìa, bộ riêng đẹp lắm. Bộ riêng hàng đẹp lắm các mẹ. Chia sẻ bài giùm em với. Hiền thôi mua đủ rồi Hiền. Hiền nhiều rồi Hiền. Hiền em ơi nhiều rồi. Dạ cảm ơn Hiền nhiều nghe. Dễ thương lắm. Nè riêng mẹ nào ưng thì trên lên riêng cho các mẹ nghe. Xếp riêng cho bé nè, xếp riêng cho bé, quần riêng cho bé, quần sột cho bé, quần sột cho bé mặc, cho bé gái, cho bé trai, sột riêng trai. Chấm giùm em đi các mẹ. Thật hà, có nghĩa là cứ ngồi miết cho khi chị tắt like không, phải ngủ quen đúng không? Ưng chấm cũng được mà không ưng chấm cũng được. Ưng chấm thì cũng được. Chấm đi, chấm đi Hiền, Ngọc chấm đi Ngọc ơi. Có mấy cái áo cũng dễ thương lắm các bạn. Nè em còn 2-3 cái áo hoodie mẹ nào lấy nè. 2-3 cái áo hoodie mẹ nào lấy. Chấm giùm em 2-3 cái hoodie nè. 85 nghe, 85 nè, 85k này còn 3 cái thôi, 3 cái thôi các bạn. Đó còn 3 cái này dễ thương không?
ba cá biết bà nhỏ trên có cái màu nào rồi, chưa thấy bà mặc, bà qua bà hốt liền rồi. Bà hốt liền còn hai cái màu hồng một cái màu trắng. 85k mẹ lấy chốt mẹ em hốt đi 85k. Hốt đi 85k là hốt. Này cái áo này mặc lên cực kỳ dễ thương các mẹ, 75 luôn. Cực kỳ đẹp luôn, mã này nè, màu tím nè. Có sai hả? 75 mẹ lấy cô mày giùm em tím 75 nè. Tím 75 ơn lên hàng gì cứ báo cho lên ngay. Và set riêng set gì cũng có hết. Này. Đó. Mấy mã này cũng dễ thương luôn. 75 luôn, 75 các mẹ nghe, 75 hàng Quảng Châu giùm em các mẹ, hàng Quảng Châu 75 giùm em nè. Quảng Châu 75. Mẹ nào ưng lên mã gì, hàng gì báo trên lên luôn cho các mẹ. Trên lên xong trên nghỉ. Tối nào ngày trưa nào cũng lên một chập đó. Set riêng này mới về nè, đẹp luôn, đẹp cực kỳ cho các mẹ luôn. Không đẹp cũng thối tiền lui, 180 nè. À cái này 190. Chị chốt ba cái áo tím. Ba ghiền áo tím quá hả? Áo tím nó có hai cái thôi. Ba giữa không được đâu, ba lớn không được. Ba lớn không được, hai ba dưới thôi. Ba lớn ngắn. Ba nè, hai bé thôi, còn lại một chiếc nè. Còn lại một chiếc. Tím đi mặc dễ thương. Đó, còn bé nớt là không. Xeo luôn. Xeo banh nóc nhà luôn các mẹ ơi. Mặc dễ thương cực kỳ luôn. Đầm tím. Đầm tím hay áo tím đó? Áo tím chứ. À áo tím, áo tím, áo tím có sai, khoan đợi chị. Áo tím mặc lên dễ thương lắm em. Nhầm nhầm, đúng rồi, áo tím 75 nghe. Áo tím 75. Rồi đúng rồi. Áo tím này chị coi thử. Đây nè, có 3 cái mà coi sai đứa nào đây. Nè, có 3 cái nè. Bà bé này sợ hơi ngắn nè. Đó, bà bé dưới có bà có xe lớn này, bà nhỏ sợ có ngắn không? Bà bé lớp 2 á. Nè, còn hai bà cái hai cái này là ok rồi. Nè, giá 130 các mẹ này. 130 nè. Đó, áo nè. 130. Chấm giùm em đi các mẹ. Chấm giùm em nghe, chấm giùm em. Buôn bán thế này thì qua Tết có mẹ ế chẳng mong các mẹ. Không, bà lớn được ba cái ok luôn em. Bà bé lớn được. Bà bé lớn size này được nè. Đó, mẹ nào lấy nữa thì cứ comment em nè, ưng lên nha. Rồi áo này đây, áo này mặc dễ thương lắm. Khách nói với chị cũng không biết đường. Khách kêu trời ơi, nhìn vậy mà. Rồi quần sọc riêng nữa phải không? Rồi để chốt ba cái quần sọc riêng luôn nè. Rồi đủ Tết rồi đó. Mong sao sinh thêm đứa con trai. Đi ngủ à. Rồi hiền này 75. Còn sọc riêng mà có quần lít riêng mặc trong cũng được nghe. Thôi lấy sọc riêng đi cho vé đi. Lấy sọc riêng đi cho vé nè. Cái lấy sọc riêng không? Vé luôn. Mã này là cực kỳ vé rách rách luôn nè. Đó bỏ vô trong. Có đôi bốt thì mang thêm đôi bốt hoặc đôi giày thể thao. Đó. Sọc riêng này là có size cho ba đứa luôn. Có size luôn, cùng một kiểu luôn cho ba đứa nè. Đi ngủ cùng một kiểu luôn. Coi còn không? À mà không thấy rồi khách lấy hết trơn nè. Còn không là ba kiểu ni vậy. Này, kiểu ni được không? Hắn không có ưng mua đen lắm. Kiểu ni hệ, kiểu ni coi còn mấy cái. Kiểu ni còn ba cái nhưng mà không biết là còn nữa không đâu. Vậy thì ship. Vậy thì chốt cái kiểu ni thì còn riêng dễ thương hề. Quần ngố à, quần ngố không. Quần ngố là không. Quần ngố riêng cho gái là không có cái này cái nào đây hết. Quần ngố này là cho có được cái cho bé lớn này. Đó, cái này cho bé lớn ưng hầm. Cái này cho bé lớn này. Đó. Cái này cho bé lớn hầm. Lấy thì cô mềm này, rồi coi bé nhỏ ít bữa chị tìm cho. Cái này chưa đi mà lo gì. Căng gì mà căng. Quần ngố quần lửng á.
lấy sọc đi, lấy sọc gì, thôi lấy sọc đi, lấy sọc là lấy cái gì đâu, sọc là cái nào, à lấy sọt đi, à lấy quần sọt đi, sọt dơ cái chân, dơ chân dài lên mới đẹp chứ, sọt dơ chân nó dài lên mới đẹp nè, sọt nó để đâu hết trơn ta, nè, đó dễ thương không, đó sọt nè, dễ thương nó các bạn, mẹ lấy thì cái cô mang giùm em thì lấy cô mang giùm em với các bạn, tôi mình sọt nó trên đủ chỗ. Sọt Mickey đó có này, sọt Mickey nên còn màu xanh, màu hai màu đen. Ok ok cái đi hả, cái này hả, cái này hả, cái này hả, cái này có này nhưng mà không đủ, không đủ màu, cái này có mà không đủ màu nè, đâu sọt này có mà không đủ màu nghe, cái này cho bà bé lớn được nè, đó cái này cho bà bé lớn được, màu nào ưng màu nào báo chị lấy màu đó. Ở dưới kia nữa này, cái rách rách này à, cái này à, cho mua đen dĩ sợ thì đâu, cái này đây chị coi đủ 3 chiếc à, mua đen của thì rồi lấy 3 cái luôn, ok 3 cái 3 size này, 3 cái 3 size này, chốt luôn, đủ size luôn là đúng y cái này 3 cái luôn, cái này mà mua đen thôi đó, cái này à, bỏ vô trong, bỏ vô trong lưng cao cao cũng đẹp này, này tới ha, đó ba cái này, cái hiền này, ba cái ba size á, cứ cái lớn nhất cứ theo size a bờ cờ đó đó, này. Đó ok chưa, đây là mô đen lắm luôn á, ok chốt, thôi đi ngủ đi, ngủ đi không ngầu coi tốn tiền nữa, chia sẻ giùm em đi các bạn, các bạn có chia sẻ giùm em không, chẳng thì làm răng mà chốt hàng, chẳng thì làm sao mà chốt hàng, chấm giùm em đi các mẹ, mẹ nào ưng lên hàng gì về trên lên trên này, mấy mã sọt này đều có size các bạn nghe, chứ không phải là không có size đâu, sọt đều có size đó, thôi đủ đủ mua tết rồi đó, cái đó là đủ mua tết rồi đó, à ngủ sớm đi, siêu âm chưa, siêu âm chưa, mẹ nào đang xem chấm giùm Trinh đi, chấm đi rồi Trinh lên tiếp nè, chờ lên thuê cho mẹ nào nữa nè, đó mẹ nào ưng nữa thì báo Trinh lên luôn, Trinh lên luôn nghe, chấm giùm em đi các mẹ, lên luôn rồi Trinh nghĩ nè, mấy cái bộ xin cho trai dễ thương không nè, đó bộ xin cho trai này, trai nào ưng thì cô mang giùm em trai hả, trai nào ưng thì cô mang giùm em trai này, trai nghe các mẹ, trai mẹ lấy chốt giùm em trai, chấm giùm em đi các mẹ, chấm giùm em đi, chấm giùm em đi, em lên nữa cái bộ này ai giữ ta, cái bộ này là xe cổ này ai giữ này, khách giữ hàng nhiều khi không nhớ các mẹ,
hàng này toàn bán đầm không đó các mẹ. Chấm giùm em đi các mẹ ơi. Còn mẹ nào lấy lên nữa không? Lên gì trên lên luôn cho. Còn mẹ nào ưng lên hàng gì không? Trên lên luôn cho. Chấm đi các mẹ. Tối nay em ế rồi. Phượng, Phượng Phong, Đặng Thị Bích Phượng đúng không? Đi rồi em. Mai nhận được đó. Đơn em chắc mai nhận được đó. Chia sẻ giùm các mẹ. Mẹ nào ưng yêu cầu hàng gì trên lên cho các mẹ. Phượng nó về xét riêng đẹp lắm Phượng, mà có ra đâu có sai không cô nè, nó xét riêng được dễ thương lắm. Mà xe đại thôi, nó không có cù đại thôi, không cù. Xét này mới vừa treo lên là có khách vô lấy rồi á. Mới nhưng mà sai, sợ sai cô em không vừa. À có sai to đùng luôn này. Này chắc ổng vừa sai này, này. Dễ thương không? Mới về tắc thì sáng nay. Quần này. À, sai hàng đa bi, mãi này hàng đa bi. Mà khách lấy à, ngày nay khách vô lấy gần hết mãi này rồi. Ngày nữa khách vô lấy gần hết. Nè có mấy mã này về đẹp này, nhưng mà nó xây nhí, xây 30 kg trừ lui. Đẹp không? Đẹp không? Mà sao à? Mà nó không có, không có đại, không có cổ, cô quên là phải cổ. Nè. Dễ thương lắm các bạn. Đó cho trai dễ thương đó. Bạn nào ưng lên trai gái báo trên lên cho.
ưng lên trai gái bác thì lên cho các bạn. Nhiều mã hàng đẹp lắm. Trai gái cù gì quần gì cũng có. Ế mấy dễ thương không? Còn mấy mã dễ thương không? Nãy lên đầm quá trời. Đầm ủa à, hiện ở bên à, Phượng lấy cái đầm vét chưa? Đầm vét mấy cái dễ thương lắm. Đầm vét. Đầm vét cho bé gái kìa. Này. Này đầm này. Đầm nhí hàng Luni. Đầm nhí hàng Luni các mẹ. Dễ thương không? Đầm nhí hàng Luni mẹ nó ưng thì cô mềm trên 95k này. Đầm này có size hả? Size khoảng 25 kg. 25 kg. Từ 8-10 kg tới 25 kg. Chị đang cầm size này, size nhỏ đây. 8-10 kg tới 25 kg có size. Size này size nhỏ mẹ nó ưng đầm. Chị lên đầm cho đầm nhiều lắm. Nè bộ cô nè mẹ nó ưng bộ cô này không? Bộ cô siêu luôn. Bộ đi cô à. Có trai nào không? Cô tới à, hôm trước ai chốt thì mình mấy bộ cô mình quen hè. Nè còn mai vài bộ cồ này chế nào lấy cô mê làm chinh hề. Khoảng 45 kg trở lên có mấy màu. 45 kg trở lên các mẹ có vài màu. Đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. 45 kg á các mẹ. Phải 45 kg trở lên nè. 45 kg trở lên cho tới 60 kg đó các mẹ. Tới 60 kg. Này vô cái điện thoại này bằng tay mình nó đẹp ghê á trời. Ở ngồi nó xấu lắm. Này còn một bộ thôi mẹ nào lấy giùm em không nè. Một bộ này khoảng 30 kg nè. Đó, một bộ khoảng 30 kg. Bộ da cá hàng xịn sò luôn. Mã này hàng xịn, mẹ nào lấy em xả luôn 140 nè. Còn một bộ xả nè, em xả 140. 140 đó các mẹ. Quá rẻ luôn, da cá. Hàng đẹp, hàng TDB. Hàng TDB nè. 140 nè. Đó, không còn mẹ nào nữa, Trinh nghỉ hả? Trinh nghỉ sớm được không? Hay là đợi một xíu cho lên tiếp. Còn mấy cái đầm cũng dễ thương. 85k mà rẻ đẹp nữa. 85k rẻ đẹp hàng dễ thương. Nè. Chấm giùm em đi. Mẹ nào ưng lên gì chấm giùm em đi các mẹ. Cái đầm này là lúc trưa bà. Mã này cũng gần hết luôn. Là bà bán làm mẫu có hai màu, màu vàng với màu đỏ, đỏ bi. Mà vàng hết, vàng còn một chiếc thôi. Còn lại là đỏ bi này đây. Đỏ bi, đầm như kiểu nút trên kiểu sơ mi các bạn nghe. Kiểu sơ mi. 85 hết các bạn, đầm 85 hết. Này là ưng thì cái cô mang giùm em đầm 85. 85k đầm. Chấm giùm em vài chấm đi. Chế nào đang xem chấm giùm em vài chấm đi các bạn. Riêng sột riêng gì cũng có nghe, sột gì cũng có hết. Giờ em không có tiền thôi, còn quần áo là em đều có. Tiền em không có mà quần áo là em có. Mẹ nào xem chấm giùm em đi các mẹ. Hàng đẹp về nhiều lắm các mẹ ơi. Hàng đẹp còn mấy bộ sột riêng nhí nó cũng dễ thương. Mấy bộ dài cho gái cũng đẹp. Chấm giùm em đi các mẹ, chấm đi, chấm đi. Thôi Trinh nghỉ hệ. Trinh nghỉ hệ, mẹ nào yêu cầu hàng thì Trinh lên luôn, không Trinh nghỉ hệ.
nghĩ các mẹ nha, nghĩ sớm bữa hay là lên like lại, vô trang cá nhân like thử thử coi có bị khóa Facebook không. Hôm rồi trang cá nhân là bị khóa đó, mà trên like trang cá nhân thì lại được, cái như là tương tác hơn. Còn có fanpage trên ít khách kìa chưa có tương tác. Mấy bộ trai bộ gái dễ thương lắm các mẹ, bộ trai nhiều hàng đẹp lắm, hàng nhí đẹp. Sang năm là like toàn hàng đại không, sang năm tập trung hàng đại không, từ 20 kg trở lên, kể cả đồ tết đồ gì cũng 20 kg trở lên các mẹ, 20 tới 70 kg á. Mình đi đứa nào cũng to hết đó, mới lớp 2 mà 45 kg đó, lớp 2 mà 45 kg đó các mẹ. Con Trinh nó ốm biết gì đó, con Trinh năm nay lớp 6, con Trinh năm nay lớp 6 mà năm lớp 1 này mà có 17 kg nè, ông năm nay lớp 6 mà có 30 kg nè. Em nghĩ nghe, em nghĩ hay có khi em lên lại, em ngồi xíu chụp em lên lại cũng được. Chấm giùm em các mẹ, mẹ nào ưng đang xem chấm giùm em lên yêu cầu em lên luôn cho nè. Lên hàng gì bao nhiêu ký báo trên lên cho các mẹ. Chị áo này chị hả, cho ai? Chị Trinh, chị nhận hàng chưa? Chị Trinh nhận hàng chưa? Cho nhiêu ký chị? Cái này là còn vài áo này, áo này có mấy màu, áo trắng màu cũ này có mấy màu này, đồ bộ riêng đồ về nhiều đẹp lắm các bạn, bộ riêng đồ về đó, trắng này còn một hai chiếc gì đó, màu trắng này có trắng có màu khác nữa chị. Ủa chị chưa nhận hả, mà sao lại chưa nhận ta? Ba mươi thì không vừa chị, cái này 30 không vừa chị ơi, cái này 30 không vừa. Có chưa luôn, tầm 30. Ấm lớp 3, lớp 2, lớp 3 chưa? Này có máy xét, máy xét trinh này về đẹp không chị? Trừ khách em hỏi em like ở đâu. Thấy chưa các bạn, nhiều khách em nó không mất tương tác lắm. Giờ khách hỏi em like ở đâu, đó mẹ nào xem cứ lên. Chị 30 kg có mấy mã này nè chị nè, bữa lại cái set này mới về chị nè. Đó mấy set này hàng Lido hả. Đó mấy cái này hàng Lido này các mẹ, đẹp lắm, hàng Lido. Mẹ nào ưng lên cái gì báo trên lên cho, báo trên lên luôn cho các bạn nghe.
nhiều đầm đẹp lắm các bạn, nhiều đầm nhiều đồ đẹp lắm. Có bộ này này chị dễ thương không, là có 30 kg. Thì mã này cũng có size luôn nè, thấy không? Đó. Mẹ nào đang xem cái trắng giùm em đi, trên len cho. Có mã này có màu, có màu này có 30 kg nè, màu xanh than với màu màu này ngay, xanh than với màu này nè. Đó mẹ nào nói ít hôm nữa là Trinh có thêm về quần. Hoàng Anh ok, Trinh cho xem đầm. À, đây xem đầm này, đầm đầm đẹp quá mẹ. Đầm đẹp, đầm đẹp. Mẹ nào đang xem chấm dùm ít phát giùm em lên đầm đẹp. Có nhiều mã đầm nó ở phía trong lắm. Nè chấm nghe. Chấm lại nè, trên lên lại đầm này cho các mẹ nè. Nói chung là lên theo yêu cầu của mẹ hết. Đó. Thương Nguyễn. Mã này là 145. 145 nghe, chấm chia sẻ bài giùm em với các mẹ. 145 là có size 30 31 36 kg nè. 31 với 36 kg là 145 nè. Đó 145 mẹ nào lấy thì comment giùm em 145. 31 tới 36 kg là có size. Em lên cái mà ấy gửi mã này là không có, à, không có ba ba mấy ký này, nhí nhí nhị nhữa thôi. Đó mã này này hắn đẹp cực kỳ luôn, hắn dễ thương lắm luôn mà không có ba mấy ký. Mã này là đồng giá sale luôn 85k này. Đó đồng giá sale 85k. Mã này hình như có ba mấy ký thì phải. Mã này là có này, mã này cũng 85k luôn nghe. Có size hình như mã này có size nằm bên kia. Có size nằm bên kia, có nhiều mã 31, 36 kg trên mới chốt cho khách á. Trên mới chốt cho khách này. Đó mã này này cũng hồng cánh sen đấy. Mã này hồng cánh sen, đợi đợi trên một xíu trên coi có size không hỉ. Hồng cánh sen này cũng có nè. Đó hồng cánh sen, hồng gì cũng có hết. Nó biết để đâu. Đó hồng này có size em nghe. Hồng này size lớn có nè, hồng cánh sen này. Đó 85 luôn. Sale luôn 85, có size luôn, lấy thì chốt không chị 85k. Dễ thương lắm. 85k nghe. Đó, lấy thì chốt mẫu 85k, mẹ nào lấy thì comment 85k. Không mã kia không 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 vừa em. Mã kia là không vừa ngay, có mã mấy mã này thì vừa. Màu mã này là có màu vàng nữa các mẹ. Mã này có màu vàng nữa nè. Dễ thương. Mã này có màu vàng nữa, dễ thương lắm. Mẹ nào lấy nó cũng na ná với nhau thôi. Mấy mã nó cũng cổ V nè, mẹ nè. Đó mẹ nào lấy thì comment cổ V hỉ. Cổ V. Cái này là kiểu múa ba lê nè. Má ơi dừng đi. Tôi cùng khách tới thăm. Có bán ngủ không? Cái gì? Có ngủ không? À. Tưởng là có bán ngủ không? Không. Thế. Thì cái mã này là dễ thương không các bạn? Dễ thương cực kỳ luôn. Giờ mi mua đồ Tết ở đâu rồi chị mới ghé lại tao hỏi tao bán ngủ luôn hả? Thế. Ừ. Cũng có dụng đó nữa hả? Chứ đang ấy là đang đi, tự nhiên thấy mở cửa cái tạt qua đây. Giờ mới thấy mở cửa hả? Ta đang lay tim đấy chứ phải đâu. Cái bộ nó hay. Bộ nó đẹp quá hèm, không có sai một câu đâu. Ừ. Nhiều đầm đẹp lắm các mẹ. Đây này, mã này cũng dễ thương lắm các mẹ này. Barbie doll, ba mấy ký là hết trơn rồi. Barbie doll mà ba mấy ký là hết. Có hai dây. Nhiều mã đẹp, nhiều mẫu đẹp đó. Cái này có ba mấy ký nè. Đó, mã này có ba mấy ký này, có đủ màu nè. Má ơi, hồng mà hoa cúc nè. Có đủ màu nè. Có chừng đó con, mã này có đủ màu nè. Đó, mã này là có màu màu hồng, màu đỏ, màu xanh, vàng. Hoa cúc các mẹ. Mấy set riêng nhắn hồi đi bé này. Nè, trê quá trời xét riêng nè. Màu hồng nghe. Đó, mẹ lấy comment mấy mã này là 95 dùm em nè. 95 hồng, đỏ đăng. Vừa like mà vừa cầm nè. Cô coi chừng đừng có dặm đồ của cô nghe chưa. Màu đỏ nè. Đó. Tam không đẹp hả? Màu cam nè các mẹ. Nói chung nhiều mã đẹp màu cam. 95 mã này, 95 coi. Cái này có đủ màu, có màu đỏ, màu vàng. Đó nãy trên lên coi còn mã nào ba mấy ký, có mã này có ba mấy ký nè, có mã này có màu xanh nè, đợi xíu coi đi bé nghe. Đó rồi ông nó dồn đồ chơi rồi đó,
cho em xem màu hoa đỏ à. Hoa đỏ. Đây này, mã này cũng có ba mấy ký nè, có mấy màu lận, đợi cho xíu mấy mã nên hơi linh tinh một chút vì nó nhiều quá cho nhớ không hết. Màu hoa đỏ phải chạy. Em lấy màu cam, à em lấy màu cam mà hoa đỏ này, hoa đỏ cho Christy nè, hoa đỏ. Hoa cúc đỏ. Có mấy chục đó, như 65 nghìn à. Nè. Hoa cúc đỏ này chế nào lấy cô mê giùm Trinh nè. Dễ thương lắm, cổ này các mẹ thấy không? Chắc đẹp cực kỳ luôn. Chắc đẹp cực kỳ luôn. Không có giỡn, 60. Bán cho vui, ta có bán đồ chơi đâu. Ta kèm vô rồi cái ta thối tiền. Thôi, đừng có nói nhiều xa nhau. Màu xanh nè. Đó, màu xanh nghe. Vô không mua đồ đi mua đồ chơi. À, em lấy bao nhiêu ký Christy? Màu vàng nữa, có vàng nữa hay các mẹ? Có vàng này, có phía sau là có dây cột nè. Phía sau là có dây cột này, có bị hoa không? Có bị nè. Nói chung mã màu nó đẹp lắm các mẹ. Không có bóng đèn nên hơi hơi tối thôi. Nè, hoa đỏ, hoa cam 20 ký ok nè. Hỉ. Nam nữ chìm được hoa đỏ, hoa cam 20 ký nè. Đợi chị xíu nè. Cái chì. Sale 75 ngàn. Đó, còn chừng nữa đã hốt được chừng nào đã hốt. Thì đó, ở xã xã hết mà. Ồ, hoa đỏ, hoa cam. Màu này là màu hồng à. Màu cam đi hả? Nè, hoa đỏ, hoa cam nè. Có, cho Christy nè, hoa đỏ nè. Đợi gì xíu, chị... Cái này là... Đó, hoa đỏ, hoa cam này, form dài cho... Đợi Trinh xíu nghe, có mình Trinh thôi. Nên các mẹ thông cảm giùm em nghe. Em kiếm ít đồng, em nuôi con em. Cái con này, con đang làm đi nè. Đấy là kêu kiếm ít đồng ra làm... À, ra làm nail hắn đó. Hắn không làm nail đó. Nè, quá rẻ luôn. Áo này 95 nè, mã này 95 nè. Đẹp cực kỳ luôn, có dây thắt eo các bạn nghe. Cái này cho Christy nè. Trời ơi, Trinh bán mua đang tắc kinh lắm các bạn. Nó nhiều mấy con nên cho Trinh bị thần kinh. Trinh, em mới thấy cái cây bút lông ta đâm mỹ. Đây nè. À. Cái này là qua gối em, mã này qua gối mấy tuổi? Mấy tuổi em? Cái này là qua gối nè. Đây nè, qua gối hệ, mã này là qua gối. Là có dây thắt eo phía sau nghe. Ba tuổi là dài em, cái này ba tuổi là dài. Đó, ông vô tôi bán đồ chứ không phải bán đồ chơi đâu. Đợi xíu, ở đầm đi đẹp đúng không Hoàng Anh? Hoàng Anh nhận rồi hả? Quá đẹp luôn nữa. Có được không? Ở 6 tuổi được rồi. Chị tưởng 3 tuổi nữa chứ. Tưởng 5 tuổi cũng được nữa chứ 6 tuổi. 3 tuổi là dài và 6 tuổi ok luôn, mang đẹp luôn. 6 tuổi là bà học lớp 1 rồi chứ nữa. Bà cái này hắn thắt eo vô mặt dễ thương lắm. Cái này thắt eo 6 tuổi là ok em nghe. Chứ chị sợ 3 tuổi là chị không bán nè. 3-4 tuổi là chị không bán. 4 tuổi thì cũng được thôi, 4 tuổi thì cũng dài quá mà đó. Còn 6 tuổi là vô tư thì bao đẹp luôn nè, không đẹp không thối tiền luôn nè. Cái đó đồ chơi con gái chứ phải con trai đâu mà. Rồi cho là Christy nè. Mới lựa đây ta đi bán hàng nè, ta đi live stream nè. Mình em không làm được không? Đông hả? Xíu hả? Rồi còn lương hướng rắn. Đây nè, mã này là có size xây đài nữa nè. Đó, mẹ nào lúc nãy hỏi giùm em nè. Mã này em biết, đó, mã này cũng có 6 tuổi nè, ấy nè. Nè. Nè, hai bé nhà em chị đăng lên. Răng. Đó, lấy đi. Không phải 70 hả? Đừng có thần kinh rung rinh quá đi. Đó, đây mã này là màu vàng nè. Dễ thương lắm, 85k các bạn. Đợi xíu rồi Trinh đưa thêm từng mẫu cho các bạn. Có màu đỏ, màu xanh đi nữa nè. Đỏ, màu xanh nè. Sale rồi không thấy à. Sale rẻ luôn đồ đó các bạn, em thấy nè. Cái này là có cặp nghe Hoàng Anh. Cái này cũng có cho bé luôn nghe Ti ơi Ti. Ti ơi Ti, Ti có biết không Ti nè. Đó, màu đỏ nè các mẹ nè. Màu xanh nè. Chị mẹ. Nè. Có, Hoàng Anh. Đỏ, màu xanh nè, cái này đẹp lắm các mẹ. Đỏ, xanh. Màu vàng nghe, xanh chuối nè.
màu vàng xanh chuối, mẹ lấy thì comment cho bên tìm. Mã này cũng đẹp nhưng mà nó không có đại. Bao nhiêu? Để phải làm 70. Tôi mới lấy đồ chơi không ôm nữa. Không có đồ con gái mà. Thôi đừng lấy cái đó thôi. 75 bà. 70. Đừng có khùng quá. Đưa tiền đây. Đừng có túi sách tôi ngỏ mua rồi. Đi vô đây mà ngầu trả giá nữa hả? Không, đi ra lựa đồ chơi khác. Ủng hộ cô ủng hộ cô rồi đưa có 70 mà ủng hộ cô chi. Cái này có size em hỉ, cái này có size hai bé em hỉ, cái này có màu đỏ nè, màu vàng, à thêm màu xanh đi nữa hả, thêm màu cam nữa chứ, em bị thêm màu cam đi nữa các mẹ này đó, thêm màu cam đi nữa. Chí nào lấy thì comment em bao đẹp với các mẹ luôn, bao mặt cực kỳ xinh luôn đó, cực kỳ xinh luôn nghe. Thêm cái set này mẹ nào lấy này cho ba mấy ký có này. Nè, đó cái set này 95k, chế nào lấy cho bé 20kg trở lên có size. 95k này, không đẹp không tối tiền lui. Có đầm hay áo vô không? Có đầm chứ. Đó nãy giờ chị Lan đầm mà. Nè, nguyên một set này nè, set ống suông. Set ống suông 95 nghe. Set ống suông 95 các mẹ nè, set ống suông 95. Cái này mẹ nào bé nào nhí nhí xả luôn này, 75 này. Nhí nhí xả luôn 15 lấy chi nữa. Lấy cái đồ nó. Trời cái ông nó mày. Chết cha rồi. Bớt đi. Được hả? 60. Khùng quá, cứ trả khang. Trả khang. Rồi một cái túi sách ta để bên kia. Đợi em xíu các mẹ. Hai cái là bao nhiêu? 60, 70, 130. Này đúng không? 130 là... Thấu là bao nhiêu? 130. Thấu lại 40. Chị Đức. Có, đầm nãy có 38 cái em đợi xíu nghe, xong cảm, thông cảm, đợi xíu. Các con đi vô làm rấu cái đội hình đó. Chị Mỹ, ta có hắn nó không biết gì đâu điện đâu. Có em có ba nè, có có túi sách, có cái túi mà nó kìa, lấy cái túi giùm chị dưới nó cái ấy là túi sách đó kìa, có 35-36 ký nghe. Cái đầm xanh hả, đầm xanh ấy là cái túi ni lông ở phía dưới đó ấy là chị tưởng lấy tụi cái đầm này hả các mẹ. Đầm này đúng không? Đầm này là đầm xanh này khác này. Cho em xem cái đầm màu xanh. Màu xanh là cái đầm nào? Đầm nào màu xanh? Để em cái màu vàng nghe. Xanh tầng tầng đúng không chị? Nè cái này trên nè, màu cam nè. Có ba mấy ký lúc nãy ai bôn kinh nào hỏi nè. Màu đỏ nè. Màu vàng nè. Để coi còn màu gì không? Để em coi còn màu gì không các em. Màu vàng. Đúng rồi, mã này là có 3 màu. Mã này tạm thời em đang cầm 3 màu, chế nào lấy thì chốt giùm em nè. 3 màu nghe. 3 màu nè, cho bôn kinh cái màu vàng đúng không? Nè để trên coi cái này màu vàng nè. Vàng đi đúng không? Thì mẹ nào chốt cái nào em chốt cái đó. Giờ cái mấy cái này của em nó loạn hết các mẹ. Đó. Vàng ha. Đầm nãy chị úp Facebook là cái đầm nào? Có mã này mới có xe đại thôi em. Mã này có xe đại nè. Đó, mã này có xe đại. Còn mã vàng kia à, màu xanh còn xe gì kia? Màu xanh này hả em? Mã xanh này là có cho hai bé nhà em nè. Mã xanh này đúng không? À, hàng nút trước không có ba mấy ký em. Mã hàng nút không có trước ba mấy ký bôn kinh. Nè, mã hàng nút trước không có ba mấy ký. Xanh tầng hả? Xanh tầng nào hề? Xanh... Nè, cái xanh này là có xanh bơ nè. Em lấy, em báo xanh bơ thì lấy xanh bơ dùm Trinh nè. Đó, Hoàng Anh nè, xanh bơ lấy xanh... À, xanh tầng này ha. Xanh này đâu phải xanh tầng, cái này là bệt vai. Nè, mã này là bệt vai nè, vàng chứ, vàng xanh chứ đúng không?
Mã này đúng không? Cái này là cô này cho mẹ này. Mã cô này không xanh, chị mới bỏ xuống á, xanh da trời à. Xanh da trời là xanh này à. Đang ngu màu lắm bà ơi. Xanh da trời là xanh này em hả? Đúng không? Đúng xanh này không? Đúng thì ok em chị này. Đó, cái này chỉ có xanh da trời thôi chứ xanh gì? Mã này mới có xanh da trời này. Xanh da trời này là có size cặp cho hai chị em hắn này. Đó, có xanh size cặp này. Có bị chối không? Đó, size cặp này. Hàng nút trước là không có size. Đó là xanh da trời, thể lấy thì cô mềm chị hay. Ui má ơi, đau chân. Chân bị đau. Chị đúng thì ok nghe. Đúng là ok. Còn cái này là có nhí, nhí với cô mẹ nó ưng không này. Bạch vai này, nhí với cô này, màu vàng xanh này. Nên lấy vàng xanh này. Vàng xanh nhí cô nghe, vàng xanh nhí cô. Chí nào lấy cô mình mà em vàng xanh nhí cô. Này. Có màu. Đó mẹ là lấy cô mình vàng xanh nhí cô. Tết năm nay không có gì đặc biệt hết các em. Năm nay hàng nó bình bình vậy đó. Chứ không có gì là xuất sắc hết. Mấy cái đầm đó thì vậy đó, kiểu đầm như vậy đem chứ không có cái còn vì hàng chị không có hàng tồn mà năm nay nó không ra hàng mới. À, Hoàng Anh lấy cái nào chốt lại giùm Trinh với Hoàng Anh ơi. Hoàng Anh lấy cái nào chốt lại. Mấy mã này chị like đều có ba mấy ký nè. Cái áo này đều có ba mấy ký lấy không nè. Hàng đẹp 75k mẹ lấy chốt giùm em nè. 75k hãy ba mấy ký trở lên luôn. Đó, phun rộng rộng đó. Phun rộng rộng. Áo thì nhiều các mẹ. Quần 338 ký. Phi bom. Đầm thì nhiều. Đầm thì nhiều đó. Màu ni cũng đẹp nè. Nhưng mà nó không có size lớn các mẹ. Này mã này cũng dễ thương. Nhưng mà không có size lớn. Đó mã này cũng dễ thương nè. Thấy không? Đẹp lắm, mấy mã này cũng đẹp lắm. Có chỉ có cặp kia thì lấy không, cặp kia 145 thì có size lớn á. Có size màu hồng màu tím lúc nãy đó. Hồng tím đó ưng thì lấy. Nè ưng thì lấy hồng tím. Tôi cứ lô đầm ở trong đi còn cái gì không? Vàng nữa nè. Làm như có vàng nữa mà ra không tê ra. Màu vàng, màu xanh, màu hồng, cam. Màu đủ màu, nó cứ là dính dính. À, ghiền có tím à. Có tím đó hình như, để chị coi qua bên đây chị coi có sai không. Có tím đây đúng không? Hắn treo chi mà hắn treo tá lã âm binh phải không? Các bạn ơi. Tím này em coi có sai không nghe. Ừ. Tím này dễ thương lắm. Nè, xanh đây là nhí nè, thấy không? Xanh nè. Cái này chỗ này nó không có tím. Tím nằm đây. Tím bao nhiêu ký em? Tím nhiêu ký em Hoàng Anh? Tím là chắc thằng con nhỏ thì có chứ không bé lớn là không đâu. Chị nghĩ vậy đó. Nè, bé nhỏ thì có nghe. Bé bao nhiêu ký đó? Này con bé ba mấy ký á, ba mấy? 30 31 ký à? Không, không có cặp 30 ký là có, còn con bé 35 ký không có đâu. Không có tím gì đâu. Này có vàng này cũng dễ thương này. Đó có vàng này cũng dễ thương. Vàng này có cặp này. Đó mã vàng này có cặp này. Lấy vàng thì comment vàng cặp. Hồng này cũng có cặp luôn. Đó hồng này có cặp này. À, vàng này cũng có cặp này đó, vàng này cũng có cặp luôn, thấy không? Dễ thương 95k, vàng nó có cặp đó, mẹ rồi lấy thì cái chốt giùm em, còn không lấy kiểu đầm xuân nó đi, đầm xuân nó có một cặp kìa, đó đầm xuân này 145 lận, còn mấy kia là 85, 95, nói chung năm này Tết chị săn lắm mà còn không có hàng,
Mà toàn công chúa thì năm nay chị không có nhập công chúa. Năm nay có đi đâu đâu công chúa. Chị mặc chơi rồi chụp hình. Chụp hình xong về ngủ. Cái này có 38. 38kg này. Đó mã này có 38kg 145 này. 38kg các mẹ. Mẹ nào lấy con mẹ giùm em 38kg này. Còn xin tiếng đêm còn hai cái. Còn xuân tím đi là còn này xuân tím đi chị còn cặp cho em này em lấy không đó còn cặp này đó còn cặp này em lấy không cặp 10-12 là phom to đó mã này phom to này là còn cặp mà lấy thì sale luôn 110 120 fix 110 đó 120 giảm giá 110 đó các bạn quá dễ thương luôn đầm đăng xăng coi có cái hàng nào về nhưng mà biết ra hàm đầm nó không có gì mà đặc biệt hết. Năm nay không có đầm nào mà xuất sắc như năm ngoái này. Có đầm gắm, đầm đồ xe đại nghe chứ còn xe nhí là chính không nói. Rồi ok lấy em cặp này. Lấy em cặp này. Bé nhỏ quá to nhớ báo chị nghe viện còn vài chiếc nữa. Cặp tím cho Hoàng Anh này. Biết nhí. À, nhí thì nó nhiều mẫu lắm mày. Nhí nó nhiều mẫu lắm mượn không có đại. Đó, nhí nhiều mẫu mà không có đại 30-35kg em thì còn mà nhí lẫn hay tồn nhưng mà nhiều người bởi mà hàng trên ghét hàng mà cứ nói 40kg mà rốt cuộc cũng đâu có size nào 40kg có size nào vừa 40kg còn về 35kg ha xét như thế nào vài hôm đi. Nó đang về một cái set đó mà chưa coi lại nữa con. Xem. Có áo phông rộng lúc nãy có cặp không lấy à. Áo phông rộng lại màu trắng đó kìa. Áo phông để đợi gì xíu đi vô trong có áo phông. Áo phông lúc nãy có cặp màu trắng đó lấy không? Rộng luôn. Hoàng Anh nè. Áo phông lúc nãy 30-35kg có đó. Màu trắng lúc nãy có lấy không? Còn không qua mẫu khác. Năm nay cũng ăn Tết nhiệt tình ghê các mẹ hề. Mẹ năm nay ăn Tết cũng nhiệt tình ha. Nói chung là có cái áo này thì nó rộng này. Cái phông nó rộng này. Đó nguyên cặp này. Rồi trắng có rồi à. Thắng đó rồi thì qua màu khác. Coi màu nào có sai. Sai cặp mới cần chứ phải. Cặp 140. Cặp này 12. Nè. Cặp này được không nè. Đó có cặp này được không. Hàng Quảng Châu 75kg. Quảng Châu tím có. Đó có 38kg. Tím này chị coi chút cũng còn không. Nó còn vàng 38kg em lấy không. Bôn kinh cặp này lấy không này cặp này nó có mùa đó còn hai cái cho hai bà bé đó 38 còn không có màu xanh này màu xanh phong sung màu xanh này đó lấy xanh thì comment xanh dễ thương mấy cái này cũng dễ thương. À, đây này có màu vàng 38kg nè. Áo gái đại của màu vàng đi lấy thì có 38kg, 38-40 nè. 38-40 nè. Còn một chiếc thôi. Một chiếc thôi. Đó. Một chiếc vàng còn chốt luôn. Ngày nay cũng có khách lấy tới lấy đầm vàng đi rồi. Mà hết trơn luôn các bạn. Hết trơn còn một chiếc cuối cùng thôi nè. Đó còn một chiếc cuối cùng là 38kg bé em vừa nè. Đấy, còn không qua mã này cũng dễ thương nè. Mã này cũng có size 38kg. Đó cái này 110 thì mã nó 145. 110 này, ok cho bôn kinh này. Phong sung luôn, dễ thương. Rồi chốt cho bôn kinh.
Mùa hôm chị nhớ em nói 40 bốn mấy ký mà kèm bơm trứng. Hết ta, cái này em còn một cái tiếng thôi em hết hàng luôn. Mẹ nào có áo dài cho mẹ hâm trên xã cho nè. Vui thôi ngày. Bơm kinh nè. 110 nè. Sao em? Áo kiểu bộ, có nó là bộ đó. Nè. Rồi ok em. À, áo nào? Bộ đó, người đẹp tay đô. Bộ hết á, không có áo mua trơn á. Này mã này nè. À, cái áo dài này mẹ nào lấy trên sale khuyến mãi nè, cho mẹ thôi nghe chứ không phải. Đây nè, áo dài này trên có. À, bôn kinh à, nó còn một cái hồng này em lấy không nè. Size nhưng mà cái hồng này khoảng 35. Cao thì được. Cao thì được, còn một cái này size số 14 đây. 14 nè. Chứ bé nào mà mập quá là khó, 35 kg, cái này khoảng 35 kg. 35, 37, 38 kg được. Áo dài mẹ nào lấy trên sale cho nè. Cho mẹ nghe, áo dài cho mẹ nè, 120. Nguyên một set luôn, 120 có màu vàng nè. Màu vàng quần trắng. Màu vàng quần trắng thấy rõ không? Nó dài quá mỗi tay. Một còn một set nè. Size này là 120, mẹ nào lấy chụp tự sướng như size S nè. Đó, mã này size S. Mã này màu trắng nè. Trắng hồng nè, quần đỏ nè, đẹp cực kỳ luôn. 120 nghe, mẹ nào lấy cái này cũng size S luôn. Set em xả luôn nè. Đó quần đỏ nè. Nội cái quần không là một. Còn cái này có màu đỏ này, có hai size nè, hai bộ nè. Màu đỏ nè. Đó, đẹp lắm. Chế nào ưng lấy thì comment thì ưng lấy quần đen. Màu đỏ quần đen nè, có hai size. Có hai size nghe. Chờ chuyển qua đồ người lớn á, chuyển qua đầm á. Trên có nhiều đầm lắm, nhiều đầm trên trên like trên xã cho mẹ rẻ lắm luôn. À vài ba trăm trăm mấy thôi, em like coi như là gần hết số em rồi đó các bạn, chỉ có những cái em chưa khui thôi. Này cái này có cặp hai chị em nè, đó mã này có cặp hai chị em, màu vàng với màu đỏ nghe các bạn. Vàng đỏ, vàng đỏ. Chính cầm vậy là có nhiều khi nó sẽ bị sáng tối, nó không bị 60 các bạn nghe, mã này 60 này. 60 mẹ lấy chốt giùm em 60 đi. 60 còn áo gái ít các bạn, áo trai thì nhiều. Áo gái ít. Mỗi năm là hàng Chinh bao la bát ngát luôn. Năm Chinh không tồn hàng cũ, toàn bộ hàng của Chinh là hàng mới. Mà năm này nó lại dịch, không có hàng hóa gì hết. Đó, không có đồ, không có hàng hóa gì hết. Mẹ nào có bé nhỏ, bé nhỏ 65k nguyên một set luôn. À, vừa áo vừa yếm, vừa áo vừa yếm này, có đủ màu luôn, màu hồng, màu xanh chuối, màu vàng, màu màu cam, hai xanh đó. Mẹ lấy thì comment giùm em nghe. Ân gái thì bác gái nè, quần gái xả luôn, quần gái còn vài chiếc này. 85k hàng Quảng Châu đó, mẹ lấy thì chốt giùm em này. 85k hàng Quảng Châu nghe, Quảng Châu còn được ba chiếc này, ba bốn chiếc gì đó. Quần riêng này, quần sột riêng 85k các mẹ. Mẹ nào lấy chốt giùm em sột riêng 85k. Bao đẹp với các mẹ luôn, bao dế luôn. Còn nhiều, có nhiều cái quần riêng á, mẹ nào ưng thì bá trên đây quần riêng cho. Quần riêng nghe, quần riêng. Quần riêng, quần riêng. À, bộ gái ưng không, xả bộ gái cho. Xả bộ dài gái. Đó, còn mẹ nào xem không, chấm giùm em đi, còn không chinh nghĩ hệ. Này một cái quần này mẹ nào, một cái quần quần ngố này nè. Chấm giùm đi các mẹ. Không xin nghỉ sớm nè. Đâu của hả? Bộ bé gái à. Rồi bộ bé gái xả luôn. À, có cặp bé gái này khoảng 30 35 kg quần lửng đến 38 kg cũng được. Phôm rộng, phôm rộng. Chấm đi các mẹ. Cái này trên đang còn cặp nè. Hoàng Anh có lấy cặp cho bả là vừa size này. Đó form áo rộng, cái áo này này nguyên bộ này là xả luôn 120, hàng dài dạng đẹp nghe. Cái này bộ này là 180 á, nguyên một bộ luôn. Đó, quần lửng này dễ thương lắm. Bộ này lấy thì 120 này, quần này là đang còn cặp này. Đó, dễ thương không? Xả banh nóc nhà luôn các mẹ. Đó, lấy mẹ lấy cặp này thì comment. Cặp này chân to lắm các mẹ, 35 tới 40 kg mang được luôn.
35 tới 40 kg mang được này, cái quần cáo to lắm. Đó. 35 tới 40 kg mẹ lấy thì cô mê giùm em hãy. Cô mê giùm em. Có mấy bộ này còn dễ thương này, mấy bộ lửng này còn dễ thương lắm. Mấy bộ này có size có hàng hết. À như còn không biết trăm nó còn không. Bộ này cho bé nào khoảng 30 kg này, xả luôn còn một bộ thôi. Một hai bộ thì phải. Một hai bộ em xả luôn à. 75k các mẹ xả. 75 còn trong trong đó có treo không quen chắc rồi. Mã này quen chắc. 75 hãy mẹ lấy comment 75. Em qua bộ cho các mẹ nghe. Bộ tím thì mẹ lấy comment bộ tím đi. Bộ tím giùm em. Này mấy bộ này 30 kg nè. Hoàng Anh lấy không này, 30 này còn một hai bộ thôi. 30 luôn này. 30 luôn, sale nốt luôn. Sale luôn 110 luôn. Đó, lỗ luôn, lỗ vốn. Này em sale lỗ luôn 110 hàng đi hàng hàng Queen BB nghe. Đó 110 luôn này. Đó 110 là còn size 30 hết size lớn rồi, mã này hết size lớn. 110. Này mã này ba mấy ký được này các mẹ. Cái này có cặp này xả 100k luôn. 100 nghe, 100 này, gái nào lấy comment 100 này. 100k này size Trinh đang cầm này. Đó, khoảng 40 lui là được hỉ. Gái nào 40 lui là được nè. Đó, gái 40 lui là có size nghe. Mã này Trinh có size xả 100 màu đỏ 85, mẹ nào lấy comment đỏ 85. Bộ này mà có cho Trinh là Trinh lấy xin 585. Hết đó các mẹ. Xã 100. Đây có bộ pyjama đi đâu rồi này. Pyjama 35 tới 40 kg này. Đó, bộ pyjama 35 tới 40 kg. Mấy bộ này này mẹ nào lấy thì comment giùm em này. Đó. Máy comment giùm em hàng dày dặn nghe. Hàng dày dặn các mẹ này, hàng đẹp nè. Hàng đẹp nè, giữ luôn đây các mẹ. Nên bởi Trinh không thích giữ đồ là mẹ nó lấy thì Trinh chốt Trinh ship chắc. Giữ cây. Còn bộ pyjama này mẹ nó lấy nè. Sale luôn 85k luôn. Nè 35 kg cho tới 40 kg mang được nè. 35 tới 40 kg mang được nghe, sale 85 luôn. Còn một bộ cái này vẫn vừa Trinh là Trinh lấy rồi. Nó vừa Trinh là Trinh lấy rồi nè. Dễ thương lắm các mẹ. Quần này pyjama hồng nghe. Chốt luôn mẹ lấy comment pyjama hồng. Xả luôn 85k. Lỗ banh nóc nhà luôn xây đại. Cái này đại nhập vô là 85 rồi các mẹ. Mấy pyjama này là nhập vô 85. Trinh có pyjama nhỏ này hỉ. Đó có pyjama nhỏ này nè. Dễ thương hỉ. Bôn King lấy bộ này không? Còn có bộ thôi. Bộ này còn có bộ thôi nè. 35 kg thì mặc cũng thoải mái. Đồ bộ nó còn vậy thôi các mẹ. Bộ mặc nhà. Bộ mặc nhà. Còn lại bộ nhí, bộ nhỏ. Em nghĩ hả? Em nghĩ nghe. Này có set này mẹ nó lấy nữa không này? Đó này có set này, này set này 85 này. 85 95 các mẹ. 85 95 giùm em. Set váy 85 95 này. Em nghĩ nghe. Mai like tiếp. Bye bye mọi người nghe, cảm ơn mọi người đã theo dõi hệ. Nghĩ, em nghĩ được không? Em nghĩ được chưa nè? Ưng lên hàng gì nữa báo Trinh lên cho. Ưng lên, có ưng lên quần jean không? Có ưng lên quần jean không? Bye bye, cảm ơn mọi người đã theo dõi nghe. 10 giờ rồi, quằn xíu cũng thêm tiếng nữa.
Bye bye, cảm ơn. Chúc mọi người ngủ ngon.